chàng rể đại gia, Chu Dương. Trường 81, anh cũng dám ra điều kiện sao? Triệu lập hưng như người lướt qua Diệp Sở Thiến, hai mắt sáng quắc nhìn chầm chầm vào gương mặt Diệp Sở Thiến. Rõ ràng hắn đang công khai chọc ghẹo Diệp Sở Thiến. Tất cả mọi người cùng chìm vào im lặng trong chốc lát. Đương nhiên những người của Sở Kiểm Định sẽ không nói gì, dù sao Triệu lập hưng cũng là xếp lớn, là cậu chủ của họ, có quyền định đoạt số phận họ chỉ bằng một lời nói còn những người công ty danh dương đều đưa mắt nhìn Chu Dương. Trong mắt mọi người, Chu Dương luôn bênh vực cho nhân viên của mình, còn dáng vẻ tên Triệu Lập Hưng này lại như đang thèm thuồng Diệp Sở Thiến. Hành động này với trêu gẹo có gì khác nhau đâu. Nhưng Chu Dương chưa kịp nói gì, Diệp Sở Thiến đã lạnh lùng cất lời. Chuyện này không liên quan gì đến anh, tôi không cần anh xin lỗi đương nhiên diệp sở thiến có thể cảm nhận được ánh mắt sáng rực của triệu lập hưng khi nhìn mình ánh mắt ấy khiến cô cảm thấy khó chịu đúng vậy đúng thật là chuyện này không liên quan gì đến tôi là do người bên tôi đã thiếu lễ độ với cô tiểu tam tử mau xin lỗi cô diệp đi triệu lập hưng nhìn tên miệng nhọn lúc nãy lạnh lùng cất lời hả triệu thiếu ra tôi cút ra đây xin lỗi người ta đi nhanh lên tiểu tam tử còn muốn cãi lời nhưng Triệu Lập Hưng đã lạnh lùng quát khiến hắn run bắn lên, hắn lập tức bước thẳng tới trước mặt Diệp Sở Thiến không chút do dự, "Tôi xin lỗi." Tiểu Tam Tử gập mình thấp xuống trước Diệp Sở Thiến, thân mình gần như tạo thành một góc 90 độ. "Được rồi, chuyện này vốn chỉ là hiểu lầm, nếu Tiểu Tam Tử đã xin lỗi rồi thì ta cứ coi như việc đã qua nhé." "Tôi cảm thấy làm chuyện chính vẫn quan trọng hơn." Chu Dương khẽ cười, vươn tay kéo Diệp Sở Thiến về phía mình. "Ha ha, đúng đúng." làm chuyện chính. Triệu Lập Hưng cười ha hả, lập tức tiến thẳng vào công ty. Lần này cơ sở kiểm định Camia điều một đội tám người tới, ngoài Triệu Lập Hưng và tên tiểu tam tử miệng nhọn đó, ấn tượng của Chu Dương với những người còn lại là một đám hiền lần chậm chạp. Dường như trong thế giới của họ ngoài trừ kiểm định sản phẩm ra, chẳng còn gì đáng phải quan tâm nữa. Nhưng chính vì vậy mà Chu Dương lại thấy an tâm hơn nhiều. Một tên Triệu Lập Hưng không an phận một tên tiểu tam tử sum xoe nịnh hót, hai kẻ này đã khiến đôi bên này sinh mâu thuẫn, làm bầu không khí trở nên căng thẳng. Nếu lại thêm vài kẻ như vậy thì có thể sẽ còn gây ra mâu thuẫn lớn hơn. Audio điện tử võ tấn bền Chu Dương hoàn toàn không muốn chứng kiến cảnh tượng này. Rất nhanh sau đó, đoàn người đã có mặt tại phòng làm việc của Thẩm Bích Quân. Thẩm Tổng, đây là người bên cơ sở kiểm định Camilla. Chu Dương nhẹ giọng giới thiệu, nhưng lại không đề cập đến thân phận của Triệu Lập Hưng. Dù sao cái thân phận này cũng chẳng có tác dụng gì với sự hợp tác đổi bên. "Chào mừng mọi người, Chu Dương, mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi hết rồi, anh có thể dẫn họ tới kiểm định ngay." Thẩm Bích Quân nhìn bọn họ khẽ gật đầu, nói với Chu Dương. Mà lúc này thì Triệu Lập Hưng cũng đang nhíu mày. "Ha ha, chắc hẳn cô chính là tổng tài của công ty Danh Dương, Thẩm Bích Quân?" Tôi là triệu lập hưng thiếu gia của sở kiểm định Camia, rất vinh dự được làm quen với cô. Cơ mà chẳng lẽ hôm nay chúng tôi tới đây là phải bắt đầu kiểm định ngay sao? giọng điệu của triệu lập hưng có chút không tử tế, nhưng ánh mắt nhìn thẩm bích quân lại hừng hực nóng bỏng. Dù sao tên tuổi của thẩm bích quân cũng vang danh khắp thành phố Đông Hải. Hơn nữa sau đợt quảng bá sản phẩm mặt nạ, danh tiếng của thẩm bích quân lại càng vang xa, được rất nhiều người tôn làm nữ thần. Còn về phần triệu lập hưng, sau khi thấy đoạn quảng cáo của thẩm bích quân, hắn đã lập tức say mê cô. Lần này nghe chuyện công ty danh dương phải tổ chức kiểm định chất lượng sản phẩm, hắn lập tức chủ động xin bố mình cho đảm đương trước đội trưởng. Nếu không kiểm định ngay thì không biết anh có yêu cầu gì. Thẩm bích quân bình tĩnh thất lời, từ đầu tới cuối không hề đưa mắt nhìn triệu lập hưng. Đáng ra bên công ty nên tổ chức cho chúng tôi một bữa cơm tiếp đón chứ nhỉ. Dù gì chúng tôi cũng vượt đường xa mệt nhọc tới Đông Hải, nếu mệt quá thì có khi lúc kiểm định lại nảy ra vấn đề gì đấy. Triệu Lập Hưng vừa cất lời, cả văn phòng đã chìm vào tĩnh lặng. Chu Dương hít mắt lại theo bản năng, ánh mắt nhìn Triệu Lập Hưng tức khắc trở nên lạnh lùng. Rõ ràng Triệu Lập Hưng đang uy hiếp họ. Dù sao kết quả kiểm định của mặt nạ hoàn toàn phụ thuộc vào họ. Nếu bọn họ nhúng tay cản trở thì hậu quả sẽ vô cùng phiền phức, anh đang uy hiếp tôi, nhưng thẩm bích quân không phải người dễ bị bắt nạt cô lạnh lùng chất vấn ngay sao có thể như vậy được thẩm tổng phải hiểu rằng chúng tôi từ hải kinh xa xôi tới đây giờ đã vô cùng mệt mỏi rồi ở vào tình huống này mà có sơ xảy gì trong quá trình kiểm định thì chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm đâu triệu lập hưng cười lạnh lùng thỏa thuê đưa mắt nhìn thẩm bích quân và diệp sở thiến nếu bảo trước đó triệu lập hưng còn biết kiềm chế đôi chút thì hiện giờ hắn đã thẳng thường thể hiện ý muốn của mình sự uy hiếp trong lời hắn hiển hiện rõ mồn một, anh, Thẩm Bích Quân bừng bừng lửa giận. Từ trước tới giờ Thẩm Bích Quân luôn kiêu ngạo cao sang, dù có đứng trước đám người nhà họ Thẩm thường xuyên bức bách mình thì cô cũng vô cùng lạnh nhạt. Khi đối mặt với những người khác, Thẩm Bích Quân lại càng giống một ngọn núi băng, đứng cao trên cao vời vợi. Tính tới giờ, gần như chỉ có trước mặt Chu Dương cô mới tựa như một con người có sự sống, có vui, có buồn. Nhưng hiện giờ, Tên Triệu Lập Hưng này lại dám ngang ngược uy hiếp cô trước mặt bao nhiêu người, chuyện này cô không thể nhẫn nhịn được. Tôi nghĩ anh đang hiểu nhầm tình hình rồi, nhưng đang lúc Thẩm Bích Quân sắp bùng lửa giận, một giọng nói lạnh lùng bỗng chợt vang lên. Mọi người kinh ngạc, vội quay sang nhìn họ phát hiện người vừa nói là Chu Dương. Gương mặt của Chu Dương mang vẻ lạnh lùng, đôi mắt sắc như lưỡi dao nhìn chằm chằm vào Triệu Lập Hưng, cậu có ý gì? Bị Chu Dương nhìn như vậy, tim Triệu Lập Hưng cũng nhảy bắn lên anh ta không chịu nổi phải hỏi ngược lại. Các anh chỉ được bọn tôi mời đến để kiểm định sản phẩm thôi. Nói cách khác, các anh chỉ là người làm thuê cho chúng tôi. Trên đời này có ai lại đi nói chuyện với người thuê mình như vậy? Hay là, cơ sở kiểm định Camilla các anh lại cư xử với người thuê mình như vậy? Nếu thật sự như vậy thì tôi nghĩ phải cân nhắc lại chuyện hợp tác giữa chúng ta. Giọng nói của Chu Dương vô cùng lạnh lùng, anh nói một chàng dài mà không hề ngưng nghỉ từng câu anh nói như những tiếng chuông gieo vang dội trong lòng triệu lập hưng cậu cậu đừng có quên nếu không được chúng tôi kiểm định thì mặt nạ của các cậu đừng hòng bán nổi triệu lập hưng lạnh giọng thốt nhưng lòng cũng bắt đầu mềm nhũn để có được cơ hội tới thành phố đông hải kiểm định bố hắn đã phải tiêu tốn rất nhiều sức lực sở kiểm định camia nhà hắn đã luôn ôm mộng tiến vào thị trường đông hải đợt kiểm định mặt nạ của công ty danh dương lần này chính là một cơ hội tuyệt vời nếu Triệu Lập Hưng làm hỏng chuyện thì chắc chắn bố hắn sẽ không tha cho hắn. Chương 82, địa bàn của tôi, tôi quyết định. Triệu Lập Hưng vừa dứt lời, cả văn phòng lại chìm vào im lặng. Dù là người bên nào cũng đều phải cân nhắc cẩn thận lời nói của hắn. Hừ, đúng vậy, Triệu thiếu gia là đại thiếu gia của sở kiểm định chúng tôi, lời của cậu ấy chính là lời của sở trưởng chúng tôi, nếu các người còn muốn tiếp tục bán mặt nạ thì, hừ, tôi cảnh cáo các người hãy ngoan ngoãn làm theo lời triệu thiếu ra đi nếu không hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng tiểu tam tử của sở kiểm định camia lập tức đứng dậy ngang nhiên chỉ vào mặt mấy người chu dương nói dù rằng ban nãy hắn đã bị triệu lập hưng ép phải xin lỗi diệp sở thiến nhưng lúc ấy triệu lập hưng đang cố thể hiện trước mặt diệp sở thiền để tạo thiện cảm với cô còn với thân phận một con chó săn như triệu tam tử chỉ cần triệu lập hưng nói gì hắn tự khắc sẽ làm theo ngay nhưng giờ thì không giống vậy hai bên hiện có thể xảy ra xung đột bất cứ lúc nào lúc này đương nhiêu tiểu tam tử phải thể hiện lòng trung thành của mình với triệu lập hưng quả thật triệu lập hưng rất hài lòng với màn thể hiện của tiểu tam tử mọi người hãy tự suy nghĩ kỹ xem mình nên chọn thể nào đi giờ chúng tôi cũng mệt rồi chúng tôi muốn nghỉ ngơi mấy người suy nghĩ xong rồi hãy tới mời chúng tôi triệu lập hưng khinh thường cất lời thấy bên phía chu dương không có phản ứng gì thái độ của hắn lại càng thêm ngang ngược nói xong đoàn người chuẩn bị bỏ đi nếu bây giờ các anh bỏ đi thì tôi có thể bảo đảm các anh sẽ không thể trở lại đây được nữa lúc này một giọng nói lạnh lẽo chợt vang lên thẩm bích quân lạnh lùng nhìn đoàn kiểm định gương mặt hiện rõ vẻ lãnh đạm như thể đám người triệu lập hưng là những kẻ có cũng được không có cũng chẳng sao ha ha buồn cười chết mất không để chúng tôi trở lại đây sao các người còn phải nhờ cậy chúng tôi kiểm định sản phẩm nữa sao có thể ngăn chúng tôi trở lại được. Triệu Lập Hưng cười như điên, mắt hao háo nhìn thẩm bích quân. Rất đơn giản, chúng tôi sẽ không cho các người vào. Hơn nữa cũng chẳng phải trên đời này chỉ mỗi các người có sở kiểm định, Chu Dương cười lạnh, nói. Lúc này, anh càng nhún nhường níu kéo đám Triệu Lập Hưng thì họ sẽ lại càng kiêu ngạo. Lời của Chu Dương khiến vẻ ngang ngược trên gương mặt Triệu Lập Hưng tan biến ngay tức khắc. Camia chúng tôi chính là sở kiểm định đứng thứ hai trên toàn quốc, chỉ cần chúng tôi ra thông báo rằng mặt nạ các người sản xuất không đạt tiêu chuẩn, tôi nghĩ dù các người có cố gắng thêm đến đâu cũng chỉ uổng công thôi. Các người đã suy nghĩ kỹ chưa, triệu lập hưng trầm giọng. Ha ha, tôi nhớ rồi, các người chỉ là số 2, không phải số 1. Chu Dương bật cười chế nhạo, lạnh nhạt cất lời. Sở kiểm định của triệu lập hưng chỉ xếp thứ hai trên toàn quốc, mà cũng chẳng kinh doanh độc quyền. Vậy nên với Chu Dương, lời uy hiếp của triệu lập hưng cũng chẳng thuyết phục cho lắm vậy thì sao chẳng lẽ cậu nghĩ công ty các cậu có thể mời sở kiểm định đứng đầu toàn quốc tới đây sao triệu lập hưng vừa dứt lời những người khác lập tức bật cười theo ha ha có vẻ đám người này vẫn còn trẻ tuổi ngây thơ lắm đúng đấy anh ta đâu có biết địa vị của sở kiểm định số một toàn quốc là như thế nào e rằng anh ta nghĩ chỉ cần bỏ thêm chút tiền là có thể mời họ tới đây hừ nếu không phải lần này có người lợi dụng quan hệ tìm gặp sở trưởng thì chúng tôi đã chẳng buồn tới đây. Mọi người đưa mắt nhìn Chu Dương, gương mặt diếu cợt, như thể trước mắt họ, Chu Dương chỉ là một tên hê, lúc này lòng Chu Dương cũng đang thầm kinh ngạc, anh không biết lời của họ có ý gì. Nhưng dựa theo vẻ mặt và giọng điệu của họ, Chu Dương đã có thể nhận ra rằng, những người này vô cùng e sợ sở kiểm định đứng đầu toàn quốc ấy. Thậm chí thái độ của họ còn ở mức tôn sùng nhưng chu dương không hiểu biết sâu về các sở kiểm định vậy nên lúc này anh không hề biết sở kiểm định số một ấy của nhà nào chu tổng đây chính là sở kiểm định xếp đầu cả nước diệp sở thiến nhẹ nhàng đưa điện thoại cho chu dương cô vừa dùng điện thoại để tìm kiếm thông tin lúc này lòng diệp sở thiến đang chấn động mạnh chu dương nhận lấy điện thoại liếc nhìn nội dung bên trên cũng tức khắc ngỡ ngàng cơ sở kiểm định số một toàn quốc có tên sở kiểm định chu thị Quy mô hoạt động của Sở kiểm định Chu thị trải rộng trên toàn quốc, thậm chí là trên phạm vi toàn thế giới. Thậm chí một số hạng mục kiểm định sản phẩm cấp quốc gia cũng tìm tới nhờ cậy bọn họ. Nhưng điều khiến Chu Dương kinh ngạc không phải tầm vóc của sở kiểm định, mà là tên của nó, Sở kiểm định Chu thị Chu thị. Trong chớp mắt Chu Dương đã lại nhớ đến nhà họ Chu. Ha ha, mọi người xem anh ta kìa, vừa đọc đã ngẩn ra luôn. Đúng là thiếu hiểu biết những thứ các người tìm được trên mạng chỉ là bề nổi thôi các người không thể tưởng tượng nổi tầm vóc thật sự của sở kiểm định chu thị đâu tất cả mọi người cùng chế nhạo ha ha giờ cậu không dám mở miệng khoác lác đòi mời sở kiểm định số một toàn quốc rồi chứ những thứ các người nhìn được không phải là tất cả đâu sở kiểm định chu thị thậm chí có thể giám định cả kết quả của giải nobel đừng nói là trong nước mà thậm chí là trên toàn thế giới sở kiểm định chu thị cũng phải xếp trong top 3. Ha ha, tiểu tử, nếu giờ cậu chịu quỳ xuống xin lỗi tôi. Và thầm tổng bên các cậu đồng ý đi ăn tối cùng tôi. Có lẽ tôi sẽ tha cho sự thất lễ ban nãy của các cậu. Triệu lập hưng cười nhạt, như thể lúc này mình là vị vua đang thống trị cả thiên hạ. Chu tổng, phải làm sao bây giờ? Nếu chúng ta không cho bọn họ kiểm định, để bọn họ tung tin thất thiệt, sản phẩm mặt nạ của chúng ta sẽ chịu tổn thất lón vẻ mặt của Diệp Sở Thiến có phần hoảng hốt. Dù sao, theo những thông tin định được trên mạng, Sở Kiểm Định Chu Thị cũng vô cùng quyền lực. Lại cộng thêm cả những lời bên Camilla nói, dù cô có tin tưởng Chu Dương hơn nữa thì cũng chẳng nghĩ tới việc Chu Dương có thể tìm được người bên Sở Kiểm Định Chu Thị tới giúp đỡ. Đó chính là cơ sở kiểm định có đủ năng lực kiểm định Nobel. Khoảng cách giữa họ với công ty danh Dương, với sản phẩm mặt nạ quả thực là như trời với đất. Chu Dương, anh nghĩ sao? nhưng thẩm bích quân lại không hề hoảng hốt trái lại cô còn rất bình tĩnh lúc này ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía chu dương triệu lập hưng cũng đang mỉm cười nhìn anh triệu lập hưng nghĩ chu dương hoàn toàn không thể từ chối yêu cầu của mình vừa nghĩ tới chuyện tối đến có thể dùng bữa với thẩm bích quân thậm chí là làm một số chuyện khác triệu lập hưng đã hưng phấn tới mức suýt thì nhỏ cả rãi ha ha ngại quá tôi không đồng ý với điều kiện bên anh điều khiến tất cả mọi người ngạc nhiên là chu dương không những không đồng ý mà còn lạnh lùng cười từ chối cậu chắc chứ triệu lập hưng cười lạnh nói lòng hắn đã bắt đầu nghĩ tới việc về sau mình nên trừng trị công ty danh dương thế nào ha ha có câu nói này tôi muốn tặng các người địa bàn của tôi tôi quyết định không có anh thì trái đất này vẫn cứ quay như thường chu dương cười nhạt nói hoàn toàn không quan tâm tới ánh mắt tựa như muốn giết người của triệu lập hưng dù sở kiểm định chu thị ấy có phải tài sản của nhà họ chu hay không thì chu dương cũng phải tìm cơ hội xác nhận chương 83, sở kiểm định chu thị cậu được 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 cậu được lắm loại người như cậu sau này đừng có mà hối hận tôi sẽ chống mắt lên xem nếu không có kết quả kiểm định của chúng tôi cậu định làm ăn thế nào triệu lập hưng chỉ thẳng chu dương cười lạnh lùng chúng ta đi thôi đoàn người đến cũng nhanh đi cũng nhanh sau khi đám người họ khuất tầm mắt không khí của phòng làm việc trầm xuống hẳn chu tổng tiếp theo chúng ta nên làm gì đây diệp sở thiền thở dài nhưng nét căng thẳng trên gương mặt vẫn không vơi bớt mặc dù triệu lập hưng rất đáng ghét hiện giờ hắn cũng đã bỏ đi rồi nhưng không có kết quả kiểm định của bọn họ thì công ty danh dương sẽ phải đối mặt với vấn đề nghiêm trọng chu dương anh có cách khác phải không lúc này thẩm bích quân lại khẽ cười nhìn chu dương nếu không có cách giải quyết anh đã không bình tĩnh tới vậy. theo những gì tôi hiểu về anh, anh chưa từng lao vào một cuộc chiến mà chưa chuẩn bị trước. thẩm bích quân một tay chống cầm, một tay chống cùi trỏ, nở nụ cười nhẹ nhìn chu dương. thật sao? chu tổng có cách khác thật ư? diệp sở thiến mừng rỡ, liên tục hỏi. à ư, giờ tôi vẫn chưa chắc chắn lắm, phải xác nhận lại mới có thể trả lời mọi người được. nhưng tôi rất muốn biết thẩm tổng hiểu tôi như vậy từ bao giờ thế? Chu Dương sờ mũi, mỉm cười nói, ánh mắt xanh mãnh nhìn Thẩm Bích Quân. Lời của Chu Dương khiến Thẩm Bích Quân ngây ra, trong chớp mắt mặt cô đã đỏ ửng, không dám nhìn Chu Dương. Đương nhiên Diệp Sở Thiên cũng nhìn thấy cảnh này, cô lặng lẽ nhìn qua hưởng khác, nhưng cũng không kìm được phải biểu môi, bắt đầu suy đoán. Được rồi, mọi người cứ đợi đã, tôi có chuyện phải xác nhận lại, nếu suôn sẻ thì ngày mai chúng ta có thể tiến hành kiểm định rồi. Chu Dương nhìn dáng vẻ bến lên của thẩm bích quân lòng cũng thấy khoan khoái. Nhưng anh cũng biết giới hạn, dặn dò mọi người rồi đi ra ngoài, anh không nói, nếu chuyện không suôn sẻ thì phải làm thế nào. Vì nếu một khi tới bước đường này thì đến anh cũng không có cách nào chu đáo vẹn toàn cả. Sau khi rời khỏi công ty danh Dương, Chu Dương tới thẳng câu lạc bộ Silver Lake, thiếu ra, cậu tìm tôi à, Trần Thế Hảo vừa hay tin liền chạy ra gặp Chu Dương. Đối với ông thì không có chuyện gì quan trọng hơn chuyện của Chu Dương cả. Đương nhiên, nếu phải chọn giữa cô con gái Trần Hân và Chu Dương thì Trần Thế Hào cũng sẽ do dự đôi phần, nhưng cuối cùng ông ta vẫn sẽ chọn Chu Dương. Ừ, tôi tới tìm ông để hỏi chuyện này, có phải nhà họ Chu có một cơ sở kiểm định không?" Chu Dương hỏi thẳng, Chu Dương hiện tại không muốn để lộ thân phận mình với người khác, vậy nên địa vị của anh hiện giờ vẫn không thể lọt được nổi vào mắt xanh nhà họ Chu thậm chí nhà họ Chu sẽ chẳng buồn để tâm tới anh. Như vậy anh cũng không thể tìm được thông tin có liên quan để sở kiểm định Chu Thị, mà người duy nhất có thể cung cấp nguồn thông tin đáng tin cậy cho anh chính là Trần Thế Hào của câu lạc bộ Silver Lake. Hình như là có, tên cơ sở đó là sở kiểm định Chu Thị. Trước đây ông chủ đã tài trợ, giúp một chuyên gia lập nên cơ sở này. Giờ nó vẫn nằm trong quyền kiểm soát của nhà họ Chu Trần Thế Hào suy nghĩ trong chốc lát rồi trả lời. Quả đúng là vậy, Chu Dương nheo mắt, thả lỏng hẳn, anh chỉ lo sở kiểm định Chu thị kia không liên quan đến nhà họ Chu, khi ấy có thể anh thật sự sẽ gặp phiền phức. Nhưng nếu sở kiểm định Chu thị là sản nghiệp của nhà họ Chu thì chuyện lại đơn giản hơn nhiều rồi, thiếu ra, không biết cậu hỏi vậy là, Trần Thế Hảo không hỏi nhiều, ông biết Chu Dương đã đưa ra câu hỏi như vậy, hơn nữa còn đến hẳn câu lạc bộ Silver Lake thì chắc chắn là có chuyện quan trọng gì rồi. Nếu cậu cần sự giúp đỡ của sở kiểm định Chu thị thì tôi có thể báo với họ, Trần Thế Hào cười nói. Dù sao Chu Dương cũng đã nói với ông, hiện giờ anh không muốn để lộ thân phận của mình. Vậy thì để Trần Thế Hào ra mặt là hợp lý nhất. Được, công ty Danh Dương bên tôi đang cần một cơ sở kiểm tra tới kiểm định mặt nạ IO, ông hãy giúp tôi liên hệ với sở kiểm định Chu thị, bảo họ đưa người tới. À, đúng rồi, phải chắc chắn không được để lộ thân phận của tôi. Chu Dương suy nghĩ rồi cuối cùng vẫn quyết định để Trần Thế Hào ra mặt. Được, thiếu ra, tôi nhớ hình như sở kiểm định Chu Thị còn có một chi nhánh ở thành phố Đông Hải, năng lực của nhân viên quản lý bên đó rất khá, tôi sẽ liên lạc với người này. Sau khi được Chu Dương cho phép, Trần Thế Hào vội gọi điện thoại. Chu Dương không nghe xem Trần Thế Hào nói gì với đầu bên kia, chỉ nhìn vẻ mặt ông thôi là đủ biết sự tình tiến triển rất thuận lợi dù sao những người phụ trách sản nghiệp của nhà họ Chu tại thành phố Đông Hải ít nhiều cũng phải quen biết nhau. Thiếu gia, tôi đã liên lạc xong với quản lý bên đó rồi, người này tên Vương Huy, Vương Huy sẽ đích thân đưa người tới công ty danh dương. Trần Thế Hào cười nói, đúng rồi, ông hãy kể tường tận thông tin về sở kiểm tra Chu Thị cho tôi, tôi vẫn còn chút thắc mắc. Chu Dương suy nghĩ, anh không vội bỏ đi ngay mà muốn nán lại tìm hiểu thêm thông tin về sở kiểm định Chu Thị dù sao thông tin trên mạng và tin tức những người cùng nghề nghe ngóng được cũng không thể bao quát hết về sở kiểm định. So với sở kiểm định Chu Thị, hoặc có thể nói là so với nhà họ Chu, thì những tin tức ấy cùng lắm chỉ có thể coi là đám vụn vặt đầu thừa đuôi thẹo. Thiếu ra, sở kiểm định Chu Thị được thành lập vào 20 năm trước, do ông chủ đứng ra để giúp đỡ một người bạn cũ. Chuyên gia của sở kiểm định là người nổi danh trên toàn quốc. Sau quá trình phát triển 20 năm, giờ sở kiểm định Chu Thị đã trở thành cơ sở kiểm định số 1 trên toàn quốc, thậm chí là top 3 trên toàn thế giới. Trần Thế Hào cười nói, còn Chu Dương chăm chú lắng nghe. Về cơ bản thì thông tin của Trần Thế Hào không khác biệt nhiều so với tin tức trên mạng và lời triệu lập hưng tiết lộ. Nhưng Trần Thế Hào lại hiểu biết tình hình nội bộ của cơ sở này hơn. Sở kiểm định Chu Thị chỉ có 4 chi nhánh trên cả nước, bốn thành phố này cũng chỉ có một cơ sở kiểm định vậy liệu là chu thị thôi, những cơ sở khác không thể chen chân vào nổi. Thiếu ra, đây chính là lời hứa năm ấy của ông chủ với người bạn mình. Trần Thế Hào vô cùng tự hào nói. Chu Dương cũng khẽ nheo mắt, dường như có thể nhìn thấy cảnh bố mình đưa ra lời hứa với bạn bè với vẻ mặt tràn đầy khí phách. Đúng là một con người phong độ kiệt xuất, khí thế ngời ngời. Đúng rồi, không biết người bạn tốt năm ấy của bố tôi giờ có còn không? Chu Dương đột nhiên nghĩ tới việc nếu có thể gặp người này, có khi anh lại biết được nhiều chuyện liên quan tới bố hơn, lập tức lòng anh bắt đầu có chút kích động. "Chuyện này thì, thiếu gia, chuyện này tôi không rõ. Tôi chỉ biết hình như tổng phụ trách của sở kiểm định Chu thị hiện giờ là con trai của vị chuyên gia đó thôi." Trần Thế Hào rụt rè, không dám nhìn thẳng Chu Dương. Câu hỏi của thiếu gia đơn giản như vậy mà ông vẫn không trả lời được. "Được rồi, tôi hiểu rồi." Reng 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 đúng lúc này đột nhiên chuông điện thoại của Chu Dương reo lên. Chu Tổng, có người tới công ty, tự xưng là người của sở kiểm định Chu Thị, anh mau tới đây đi. chương 84, Hoàng chủ nhiệm. Gì cơ, họ đến nhanh vậy sao? Chu Dương ngạc nhiên, anh không ngờ bên cơ sở kiểm định lại có mặt tại danh Dương nhanh tới vậy. Phải biết rằng từ lúc Trần Thế Hào gọi điện thoại tới giờ mới chỉ hơn nửa tiếng. Thiếu ra, cậu đừng ngạc nhiên, tác phong của sở kiểm định Chu Thị luôn rất lanh lẹ, hơn nữa lần này tôi cũng đã dặn riêng quản lý bên đó nên họ có tới nhanh cũng là chuyện thường thấy vẻ kinh ngạc của chu dương trần thế hào vội giải thích hóa ra là vậy nếu họ đã tới rồi thì tôi cũng phải về đây sau khi tạm biệt trần thế hào chu dương lập tức đi thẳng về công ty danh dương nhưng vừa bước vào công ty anh đã phải nhíu chặt mày căng thẳng giờ phút này chu dương cảm thấy dường như cả công ty đang rất căng thẳng lòng Chu Dương ngờ ngợ, còn chưa kịp tới phòng làm việc, anh đã thấy Diệp Sở Thiến đỏ bừng mặt, đứng bên ngoài với vẻ vừa giận dữ vừa bất lực. Chị Diệp, có chuyện gì vậy? Sao bầu không khí của công ty mình lại nặng nề vậy? Diệp Dương trầm giọng hỏi. Tâm trạng của các nhân viên khác trong công ty đều không mấy tốt, chuyện này thì có thể hiểu do áp lực của họ lớn. Nhưng đến Diệp Sở Thiến cũng như vậy thì Chu Dương không thể không nghi ngờ. Chu Tổng, Người của sở kiểm định Chu thị là do anh mời tới sao? Diệp Sở Thiến mở to mắt, tuổi thân nhìn Chu Dương. Tôi nhờ người ta mời họ đến, họ đang ở đâu vậy? Chu Dương vẫn chưa hiểu gì. Cậu là Chu Dương sao? Đúng lúc này, cửa phòng làm việc của Chu Dương đột nhiên bị mở ra. Ngay tiếp đó là một giọng nói đầy vẻ khinh miệt vọng lại. Chu Dương lập tức khẽ cao mày, quay lại nhìn anh thấy một người đàn ông tóc đầu đinh mặc áo tê sớt đen đang nhìn mình. Chu Dương có thể cảm nhận được vẻ khinh thường trong đôi mắt người nọ. Anh là ai? Chu Dương nghiêm giọng chất vấn. Trước giờ chỉ mình thẩm bích quân và Diệp Sở Thiến có thể tự do ra vào phòng làm việc của anh. Người đàn ông tóc đầu đinh này vào phòng anh bằng cách nào? Ha ha, buồn cười thật đấy, chính cậu mời chúng tôi tới mà lại không biết ư. Người đàn ông tóc đầu định cười lạnh, nói. Anh là người của Sở Kiểm định Chu Thị, Chu Dương khựng lại, hàng mày càng cao chặt hơn. Nhờ Trần Thế Hào, Chu Dương đã xác nhận được Sở Kiểm định Chu Thị là sản nghiệp của nhà họ Chu. Hơn nữa Trần Thế Hào còn đích thân gọi điện dặn dò quản lý Sở Kiểm định. Dù rằng Trần Thế Hào không tiết lộ tên Chu Dương, nhưng hai bên cùng là sản nghiệp của nhà họ Chu tại Đông Hải, chắc chắn cũng phải nể nang nhau phần nào. Nhưng giờ, xem ra người này lại không hề muốn giữ thể diện cho bên anh biết là tốt, cứ lề mà lề mề, làm hoàng chủ nhiệm của chúng tôi phải đợi không biết bao lâu. Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu không khiến hoàng chủ nhiệm của chúng tôi hài lòng thì đừng hòng nghĩ tới chuyện hoàn thành đợt kiểm định này một cách suôn sẻ. Người đàn ông tóc đầu đinh cười lạnh, rồi bước thẳng vào phòng làm việc. Chu Tổng, chúng ta. Diệp sở thiến khế nói, rõ ràng cô đang rất sợ hãi trước sự kiêu căng phách lối của người đàn ông đó. Không sao, có tôi đây rồi. Chu Dương khế an ủi cô một câu rồi bước thẳng vào phòng làm việc. Sau khi vào phòng, Chu Dương mới phát hiện lần này sở kiểm định Chu Thị điều tổng cộng ba người tối. Trừ tên tóc đầu đinh ban nãy ra, còn có một người mập mạp phúc hậu, cùng một người đàn ông gương mặt thường thường, đeo kính gọng vàng đang ngồi yên trên ghế làm việc của Chu Dương. Không còn gì để nghi ngờ nữa, Chu Dương vừa nhìn đã biết người đàn ông đang ngồi trên ghế chính là hoàng chủ nhiệm mà tên tóc đầu đinh nhắc tới chắc hẳn đây chính là trưởng nhóm lần này của họ đến muộn quá nhỉ cậu để bọn tôi ngồi chờ không ở đây nửa tiếng rồi công ty danh dương mấy người tự cao quá đấy thấy chu dương bước vào hoàng chủ nhiệm cười nhạo một tiếng hắn khẽ ngẩng đầu liếc chu dương ánh mắt tràn đầy vẻ ngạo mạn chu dương thoáng cao mày lập tức cảm thấy khó chịu tên hoàng chủ nhiệm này chỉ là một nhân viên của sở kiểm định chu thị sao hắn lại dám vênh váo như vậy tự cao hay không thì tôi không biết nhưng chưa được tôi đồng ý ai cho các anh vào đây vậy chu dương nheo mắt bắn ánh nhìn sắc lẹm như dao về phía hoàng chủ nhiệm đồng ý chúng tôi tới chỗ các cậu đã là vinh dự cho các cậu rồi nghe nói các cậu vừa xích mích với người của cơ sở kiểm định camia buồn cười thật đấy đến cái đám rác rưởi camia mà các cậu cũng không giải quyết nổi quả thực không biết các cậu tìm đâu ra quan hệ mà quản lý lại để bọn tôi tới cái công ty rách nát này làm việc gương mặt hoàng chủ nhiệm hiện rõ nét khinh thường, thậm chí còn tràn đầy vẻ ghét bỏ. Như thể công ty danh dương không xứng được tiếp đón bọn họ. Sở kiểm định Chu thị luôn tham gia các hạng mục kiểm định cao cấp, thậm chí họ còn có khả năng tiến hành kiểm định cho cả kết quả giải Nobel. Trong mắt bọn họ, đương nhiên công ty danh dương và chuyện tầm thường như kiểm định mặt nạ chẳng đáng là gì lúc nãy hoàng chủ nhiệm đang tán tỉnh với một thực tập sinh trong sở kiểm định thì lại bị quản lý điều tới đây đương nhiên hắn cũng ôm bụng tức anh chưa nghe rõ lời tôi sao không có sự đồng ý của tôi ai cho phép anh vào đây nhưng điều khiến mọi người phải ngạc nhiên là thái độ của chu dương không mềm mỏng đi chút nào trái lại anh tiếp tục lạnh nhạt nhìn hoàng chủ nhiệm lặp lại câu nói trước đó thêm lần nữa lúc này mọi người đã hiểu ngay chu dương đang nổi giận rồi Diệp Sở Thiến khẽ mím môi, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Trong ấn tượng của cô với Chu Dương, dường như anh chưa bao giờ giận dữ thế này. Thậm chí khi trước, lúc còn là một nhân viên quen, Chu Dương bị quản lý chèn ép nhưng cũng chưa từng tức giận. Còn hiện tại khi đối mặt với người của Sở Kiểm Định Chu Thị, anh lại bừng bừng lửa giận. Nhóc con, có ý gì vậy? Hoàng chủ nhiệm của chúng tôi hạ mình tới cái công ty rách của các người để kiểm định đã là nề mặt các người lắm rồi, đừng có không biết điều như vậy đừng để chúng tôi phải bực mình nếu không cứ cẩn thận chúng tôi xử lý công ty mấy người người đàn ông tóc đầu đinh cay nhiệt cất lời hắn đứng trước mặt chu dương nhìn anh trồng trọc dường như mâu thuẫn giữa hai bên càng lúc càng căng thẳng hơn đã có vẻ như muốn xông vào đánh nhau vì khắc khẩu một câu đủ rồi tiểu vương đừng chấp với loại kém hiểu biết như họ đúng lúc này hoàng chủ nhiệm lại đứng dậy ngăn người đàn ông tóc đầu đinh lại loại người như cậu ta chỉ có thể lãng phí thời gian ở cái nơi thế này cả đời thôi. Chúng ta thì không như vậy, cậu ta cả đời cũng chẳng tưởng tượng nổi thế lực phía sau sở kiểm định chu thị là thế nào đâu. Hoàng chủ nhiệm trầm chậm, chậm cất lời, thái độ của hắn vô cùng lạnh lùng, như thể mình và đám người bên Chu Dương hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Chúng tôi rất bận, các người muốn kiểm định gì thì chuẩn bị mau lên, Hoàng chủ nhiệm nhẹ giọng. Dầm! Hoàng Thế Nhân, hóa ra là cậu. Lúc này, đột nhiên cửa phòng làm việc lại bị ai bên ngoài đẩy bật ra ngay sau đó bỗng một giọng nói lạnh lùng vang lên triệu lập hưng hóa ra là anh xem ra lần này người tiến hành giám định kamiya điều đến là các anh chật chật đúng là chẳng ra thể thống gì hoàng thế nhân nhìn người mới tới mà cũng nở nụ cười lạnh nhưng tim chu dương lại khế rung lên người đang xông vào chính là triệu lập hưng của cơ sở kiểm định kamiya vừa bỏ đi chưa được bao lâu Nghe cuộc đối thoại của hắn với Hoàng Thế Nhân, có thể dễ dàng nhận ra hai người này quen biết nhau. Hoàng Thế Nhân, chuyện gì cũng phải có trước cỏ sau, cậu không thấy mình có phần không tôn trọng phép tắc à? Chương 85, đối đầu. Phép tắc. Hoàng Thế Nhân cười lạnh, nói mà chẳng buồn để ý tới thái độ của Triệu Lập Hưng. Phép tắc chỉ là thứ được lập ra cho những kẻ bất tài thôi. Với kẻ mạnh thì phép tắc không tồn tại. Còn nữa, Tôi nhớ là nơi nào có sự xuất hiện của sở kiểm định chu thị, những cơ sở kiểm định khác đều không được chen chân vào. Không biết tại sao lần này các anh lại tới đây vậy? Hoàng Thế Nhân nhìn Triệu Lập Hưng chầm chầm bằng ánh mắt sáng quắc, chầm chậm áp sát hắn. Còn Chu Dương đứng một bên lại phát hiện ra vài điều khác thường. Đầu tiên, rõ ràng là Hoàng Thế Nhân và Triệu Lập Hưng có quen biết nhau, nhưng mối quan hệ giữa họ chẳng phải bạn bè gì. Mà ngược lại, họ còn giống kẻ thù hơn, Tiếp theo, nơi nào có sự xuất hiện của sở kiểm định Chu Thị, những sở kiểm định khác đều không được chen chân vào. Trước đó khi Chu Dương hỏi Trần Thế Hào chuyện liên quan tới sở kiểm định Chu Thị, ông ấy có nói sở kiểm định Chu Thị chỉ có 4 chi nhánh trên cả nước. Nhưng những thành phố nơi 4 chi nhánh này tọa lạc không có bất cứ một cơ sở kiểm định nào khác. Lại móc nối với lời ban nãy của Hoàng Thế Nhân, xem chừng sở kiểm định Chu Thị còn có quyền lực ở những phương diện khác. Hừ, cậu tưởng chúng tôi muốn tới đây lắm sao nếu không phải có người bạn cũ đến tìm bố tôi thì sao tôi lại tới cái nơi này được dường như triệu lập hưng vẫn đang giận chu dương hắn hử lạnh nói ha ha nếu đã vậy thì lần này tôi sẽ hào phóng nhường cơ hội này cho các anh chúng ta đi thôi hoàng thế nhân lớn tiếng cười dắt mọi người chuẩn bị bỏ đi chu dương ngẩn ra anh dặn trần thế hào mời người của sở kiểm định chu thị đến vậy mà chưa kịp làm gì họ đã quay đầu đi thẳng hơn nữa đám người này còn vô cùng hỗn láo ngang ngược chuyện này khiến chu dương thầm nhen nhúm lửa giận ha ha chu dương dù tôi không biết các cậu tìm tới sở kiểm định chu thị bằng cách nào nhưng chắc cậu không biết tên hoàng thế nhân này là em rể cũ của tôi triệu lập hưng cười lạnh giờ người của sở kiểm định chu thị chuẩn bị đi rồi nếu cậu có thể thỏa mãn yêu cầu tôi đưa ra trước đó tôi có thể rộng lượng tha lỗi cho mấy người Triệu Lập Hưng cảm thấy vô cùng khoan khoái, dù trước đó đã rời khỏi công ty Danh Dương rồi nhưng hắn vẫn cho người theo dõi động tĩnh ở đây. Sau khi thấy người của sở kiểm định Chu thị tới thật, Triệu Lập Hưng lại mắt chữ A mồm chữ O. Hắn tưởng rằng công ty Danh Dương có quan hệ với sở kiểm định Chu thị nên mới chạy tới ngay. Nếu hai bên có quan hệ thật thì, Triệu Lập Hưng nghiến răng, nếu vậy hắn sẽ chọn cách làm hòa. Nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên là Sở Kiểm định Chu thị và công ty Danh Dương chẳng những không có quan hệ gì, hơn nữa người tới tiến hành kiểm định còn là em rể cũ của mình. Chu tổng, Diệp Sở Thiến khẽ cất tiếng, hiện giờ cô đang vô cùng lo lắng. Họ vừa làm Phật lòng phía Camia, giờ lại đắc tội với Sở Kiểm định Chu thị, nếu hai bên đó bắt tay với nhau để xử lý công ty Danh Dương thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Yên tâm, có tôi đây rồi. Nhưng Chu Dương lại không lo lắng chút nào lúc này chu dương không mảy may lo âu ngược lại còn tràn ngập tức giận dù anh biết tên hoàng thế nhân này không hề biết tới thân phận thiếu gia nhà họ chu của anh nhưng cũng chính vì vậy mà hắn lại càng biểu hiện rõ bộ mặt thật của mình dù hiện giờ chu dương không quản lý sở kiểm định chu thị nhưng về sau cả nhà họ chu đều sẽ thuộc về anh hoàng thế nhân hành động như vậy chẳng khác nào đang làm lung lay nền móng của sở kiểm định chu thị nếu tất cả nhân viên của sở kiểm định Chu Thị đều như vậy thì Chu Dương có thể kết luận, chắc chắn cơ sở kiểm định này không thể tồn tại lâu dài. Ha ha, có cậu ở đây ư? Cậu là cái thá gì? Cậu cũng chỉ là một tổng giám đốc của công ty mỹ phẩm thôi. Trước mặt tôi cậu chẳng là cái khỉ gì hết. Cậu có tin chỉ cần tôi nói một lời là ngày mai công ty cậu sẽ phải đóng cửa không? Triệu Lập Hưng cười ha hả cất lời, hắn bước tới trước mặt Chu Dương với vẻ khinh thường không buồn nhìn, Tôi đi trước đây, chuyện vớ vẩn ở đây tôi giao cho anh đấy. Tốn thời gian quá, thấy cảnh này, Hoàng Thế Nhân chậm chậm cất lời rồi đưa nhân viên theo, chuẩn bị bỏ đi. Khoan đã, nhưng lúc này Chu Dương sao có thể để hắn an nhiên bỏ đi như vậy được? Nếu hắn đã là người của sở kiểm định Chu Thị thì có thể nào Chu Dương cũng không thể bỏ qua cho hắn. Nhãi danh, giờ mới nghĩ đến chuyện giữ tôi lại ư. Tôi nói cho cậu biết, muộn rồi hoàng thế nhan cười lạnh dứt khoát quay người đi tôi nghĩ chắc chắn quản lý của các anh không chỉ đơn giản bảo các anh tới giúp chúng tôi đâu chứ chu dương cười lạnh nói rồi trực tiếp gọi điện thoại trần tổng ông có thể liên lạc với quản lý của sở kiểm định chu thị không tôi cảm giác vị hoàng chủ nhiệm này có vẻ không đảm nhận được trọng trách kiểm định sản phẩm giúp chúng tôi rồi chu dương cười lạnh nói với đầu dây bên kia lúc này đây bất cứ ai hiểu về chu dương đều biết anh đang thực sự tức giận dù Diệp Sở Thiến không biết Chu Dương đang gọi điện cho ai, nhưng nhìn dáng vẻ anh mà cô cũng bình tĩnh hơn nhiều. Ha ha, nhãi danh, cậu đang dọa ai vậy? Trần Tổng gì chứ, lại một tên vớ vẩn nữa. Còn định liên lạc với quản lý của chúng tôi à? Quản lý của chúng tôi là người cậu muốn gọi là gọi được à? Xem ra không dạy cho cậu một bài học thì cậu không biết sợ sở kiểm định chu thị chúng tôi. Tiểu Vương, sau khi về hãy tuyên bố ngay rằng mặt nạ làm trắng da chống lão hóa của công ty Danh Dương không đạt tiêu chuẩn. Nếu nặng thì còn có thể hủy hoại nhan sắc. Tôi muốn xem xem các người còn định bán mặt nạ thế nào nữa. Hoàng Thế Nhân cười lớn, nói, hai nhân viên của hắn cũng cười vang theo. Dường như đối với họ, đây là một hành động vô cùng đơn giản. Nhưng Chu Dương lại thoáng thấy được vẻ bất thường. Đám người này dám cất lời mà không hề do dự, nói một cách vô cùng lưu loát cũng có nghĩa họ thường xuyên phát ngôn như vậy. Nghĩ tới đây, lửa giận của Chu Dương lại bốc lên ngùn ngụt. "Trần tổng, tôi nghĩ mình cần gặp quản lý sở kiểm định Chu Thị Chi nhánh Đông Hải, ông hãy đưa ông ấy tới công ty Danh Dương, tôi sẽ chờ ông ấy ở đây." Chu Dương vừa dứt lời, cả văn phòng đã lặng ngắt như tờ. Diệp Sở Thiến trợn mắt nhìn Chu Dương, sự kinh ngạc xen lẫn tôn sùng tràn ngập trong lòng cô. Chu Dương đúng là rất đẹp trai ở vào hoàn cảnh này mà anh vẫn bình tĩnh điềm đạm. Còn đám người Hoàng Thế Nhân và Triệu Lập Hưng thì chỉ cười lạnh nhìn Chu Dương. Ha ha, tôi buồn cười chết mất. Nhãi danh, cậu biết quản lý của chúng tôi là ai không? Ông ấy là người cậu tùy tiện gọi một cú điện thoại thôi là sẽ tới sao? Ha ha, chắc chắn tên nhóc này đang sợ quá rồi, sở kiểm định Chu Thị xếp hạng nhất toàn quốc, hạng ba trên thế giới, trước mặt sở kiểm định cậu chẳng là cái thá gì hết đám người hoàng thế nhân liền bật cười ha hả ánh mắt họ nhìn chu dương hệt như đang nhìn một tên ngớ ngẩn nếu các người xin lỗi thì lát nữa tôi sẽ cho các người một cơ hội nhưng chu dương vẫn không có phản ứng gì anh không buồn để tâm tới sự châm chọc của đám hoàng thế nhân chỉ lạnh nhạt thốt một câu hoàng chủ nhiệm tên nhóc này kiêu ngạo quá thể anh để tôi dạy cho cậu ta một bài học đi để cậu ta biết thế nào là trời cao đất rộng tên đàn ông tóc đầu đinh cười gắn Hắn sắn tay áo chuẩn bị tiến lên ra tay với Chu Dương. Gần như đúng khoảnh khắc ấy, như Xuyên nhoáng cái đã đứng chắn trước mặt tên tóc đầu đinh, lạnh lùng nhìn hắn. Chỉ cần Chu Dương ra lệnh, như Xuyên sẽ ném. Chương 86, ai cho cậu lá gan lớn như vậy? A à, a, thằng này được, một công ty rách dưới mà còn có cả vệ sĩ. Tao lại muốn thử xem, vệ sĩ này của mày có bao nhiêu tài nghệ. Tên tóc đầu đinh lạnh lùng hét một tiếng trực tiếp vung nắm đấm. Nắm đấm mạnh mẽ, mang theo âm thanh vang dội. Ha ha, tiểu vương trước kia đã từng đánh nhau với võ sĩ Quyền Anh, một cú đấm của hắn, người bình thường căn bản không thể chịu nổi. Chu Dương, tên vệ sĩ này của mày, sợ rằng không tiếp nổi chiêu này của tiểu vương đâu. Hoàng Thế Nhân khẽ cười, lời nói tràn đầy lòng tin với tên tóc đầu đinh. Vậy cũng chưa chắc. Chu Dương cười lạnh lùng nói, đối với Nhiêu Xuyên, anh vô cùng tín nhiệm. Đừng nói là đánh nhau với võ sĩ quyền Anh, cho dù quán quân giải quyền Anh, thì cũng chưa chắc đã là đối thủ của Ngưu Xuyên. Ha ha, thật là ngạo mạn, tiểu vương, để cho hắn biết sự lợi hại từ cú đấm của cậu đi hoàng thế nhân quát lớn. Chu Dương vẫn một mực bình tĩnh khiến hắn không nhịn được, liền phát cáu. Theo như dự đoán của Hoàng Thế Nhân, sau khi hắn nói ra yêu cầu, chắc chắn Chu Dương sẽ khom lưng quỵ gối cầu xin hắn. Chứ không phải bộ dạng như bây giờ, lạnh lùng thở, ơ, thậm chí còn phát ngôn ngông cuồng. Nhìn nắm đấm của tao đây. Tiểu vương cười lạnh lùng, gầm nhẹ một tiếng, nắm đấm hướng thẳng về phía mặt Nghiêu Xuyên. Trong lúc giao đấu vừa nãy, Tiểu vương cũng đã thăm dò biết được thực lực của Nghiêu Xuyên. Nếu so sánh với hắn, thì sức mạnh của Nghiêu Xuyên rất bình thường, căn bản không thể ngăn được hắn. Bốp, bụp, tên tóc đầu đinh vùng nắm đấm, cùng đánh nhau với Nghiêu Xuyên. Yên lặng, trong chốc lát, bên trong phòng làm việc vô cùng yên tĩnh. Tất cả mọi người đều yên lặng nhìn tên tóc đầu đinh và nghiêu xuyên, chờ đợi hai người bọn họ phân thắng bại. Tiểu vương, không được nương tay, trực tiếp giải quyết, chúng ta còn phải quay về. Hoàng chủ nhiệm cao mày, cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm, không nhịn được lại thúc giục. Bụp, sắc sắc, nhưng điều khiến cho hắn kinh hoàng là tên tóc đầu đinh không những không tiếp tục đánh, ngược lại trong miệng còn phun ra một vũng máu. Ngay sau đó, những tiếng rắc rắc của phần xương bị gãy bỗng nhiên vang lên. Tất cả mọi người nhất thời cực kỳ hoảng sợ. Hoàng Thế Nhân cùng Triệu Lập Hưng khuôn mặt tái nhợt, bởi vì giờ phút này, cánh tay phải của tên tóc đầu đinh đang bị đạp thẳng xuống đất, cơ thể hắn mồ hôi đầm đìa, ngồi xổm xuống đất không ngừng kêu rên. "A, à, tay của tôi." Tên tóc đầu đinh dù thế nào cũng không tưởng tượng được, rõ ràng như Xuyên sức mạnh không bằng hắn, tại sao lại có thể đánh hắn ra nông nỗi này? Hơn nữa, còn khiến cánh tay hắn gần như bị phế bỏ. Hoàng chủ Nhiệm, hãy báo thù cho tôi." Tiểu vương nói nhỏ, đôi mắt ửng đỏ, nhìn về phía hoàng thế nhân khẩn cầu. "Mày lại dám ra tay tàn độc." Nhưng lúc này, hoàng thế nhân ở đó vẫn cứ kiêu căng ngạo mạn. Từ trước đến nay, hoàng thế nhân chưa từng trải qua tình cảnh như vậy. Máu tươi trên cánh tay của tên tóc đầu đinh không ngừng chảy ra, khiến cơ thể hắn rơi vào ảo giác, run lên cầm cập giọng nói của hắn cũng trở nên lắp bắp. Ha ha, đây chẳng qua chỉ là đòn phản công thôi mà, dù sao thì cũng là các người ra tay trước. Chu Dương trong lòng nhẹ nhõm hơn, Nghiêu Xuyên có thể đánh thắng dĩ nhiên là chuyện tốt, nhưng anh cũng tuyệt đối sẽ không để Nghiêu Xuyên bị thương. Tiểu tử, mày xong đời rồi, dám đánh trọng thương người của sở kiểm định Chu Thị, dù mày có đem cả công ty danh Dương ra bồi thường, thì mày cũng không tự cứu được mình đâu. Hoàng Thế Nhân lặng lẽ lui về phía sau, chỉ tay về phía Ngưu Xuyên và Chu Dương, lạnh lùng mắng mỏ. Chỉ là ngày lúc này, dù nghe như thế nào cũng đều cảm thấy trong lời nói của hắn, thiếu sức lực. Không cứu được ai. Nhưng vừa lúc đó, một giọng nói giả dặn nhưng hùng hậu từ phát ra từ bên ngoài phòng làm việc. Rất nhanh sau đó, một ông lão đầu tóc bạc phơ, trên mặt đầy nếp nhăn, nhưng tinh thần hết sức sung mãn ung dung bước vào. Ông ấy vừa bước vào, đôi mắt liền nhìn ngay lên mặt Chu Dương, trong ánh mắt đó thoáng chút kinh ngạc và kích động. Lúc sau ánh mắt ông mới nhìn lên người hoàng thế nhân. Khi ông nhìn qua tên tóc đầu đinh ôm chặt cánh tay bị thương của mình, chân mày liền nhíu chặt lại. Sở trưởng. Còn hoàng thế nhân khi nhìn thấy ông, liền không tự chủ cúi đầu xuống, run rẩy kêu lên. Chu Dương trong lòng sướng sốt, ông lão này chính là sở trưởng của sở kiểm định chu thị chi nhánh thành phố Đông Hải. "Thiếu, Chu tiên sinh." vị này chính là quản lý của sở kiểm định chu thị ở Đông Hải, lão tiên sinh thiệu trạch dai. Lúc này, Trần Thế Hào đi vào với chiếc bụng béo, hướng về phía Chu Dương cung kính nói. Sở trưởng, chính bọn họ, là bọn họ ra tay đánh tiểu vương trước, sở trưởng, dám đắc tội với sở kiểm định chu thị, nhất định không thể bỏ qua cho bọn họ. Hoàng Thế Nhân không phân định rõ tình thể, đứng tố cáo trước mặt thiệu trạch dai. Nhưng hắn lại không phát hiện được biểu cảm lạnh lùng trên mặt thiệu trạch dai. Ai cho cậu lá gan lớn như vậy? Thiệu Trạch dai đột nhiên mắng lớn. A, à, sở trưởng, ngài đang nói gì vậy? Là bọn họ đánh trọng thương tiểu vương mà. Hoàng Thế Nhân khuôn mặt mơ hồ, không biết tại sao sở trưởng lại nói với mình như vậy. Bốp, Hoàng Thế Nhân, ai cho cậu lá gan lớn như vậy? ở chỗ này gây chuyện. Lúc trước tôi đã nói thế nào với cậu? Bảo cậu tới công ty Danh Dương tiến hành kiểm định chất lượng sản phẩm cho họ. Cậu làm thế này đây hả? Thật sự tự cho mình là ông lớn rồi à. Thiệu Trạch Giai giận dữ, đánh thẳng một bà tai lên mặt Hoàng Thế Nhân, nhất thời khiến hắn đứng không vững, liền ngã nhào xuống đất. Còn Chu Dương chỉ lạnh lùng đứng nhìn mọi chuyện đang diễn ra, nhưng trong lòng anh lại có một chút nhận thức về Thiệu Trạch Giai. Tuổi tác lớn như vậy nhưng sức lực trên tay lại không hề nhỏ. Hoàng Thế Nhân dẫu sao cũng là một người trẻ tuổi, mặc dù có chút bất ngờ, nhưng một bà tai của Thiệu Trạch Giai có thể khiến hắn ngã xuống đất có thể thấy, thiệu trạch dai đúng là gừng càng già càng cay. Thiếu, Chu tiên sinh, tôi đại diện sở kiểm định Chu thị xin lỗi cậu. Là tôi quản giáo thuộc hạ không tốt, đem phiền toái đến cho cậu rồi. Kể từ bây giờ, tôi tuyên bố, Hoàng Thế Nhân sẽ không còn là nhân viên của sở kiểm định Chu thị chúng tôi nữa. Còn tôi đảm bảo với cậu, sau này nhất định sẽ không thuê Hoàng Thế Nhân làm việc. Thiệu trạch dai bước hai bước đến trước mặt Chu Dương, trầm giọng nói lần này không chỉ trong lòng chu dương có chút kinh ngạc những người còn lại đều trợn mắt há mồm căn bản không biết chuyện gì đang xảy ra trời ạ à, đây là thế giới mà tôi từng biết sao chu dương này rốt cuộc có lai lịch gì thậm chí ngay cả thiệu lão tử cũng tỏ thái độ này với anh ta đúng vậy đến nghĩ cũng không cần nghĩ liền đuổi thẳng hoàng thế nhân vậy chúng ta lúc trước cũng đắc tội với anh ta sẽ không xảy ra chuyện gì chứ mà lúc này người khổ sở nhất không phải Hoàng Thế Nhân. Hắn bị thiệu trạch dai đuổi thẳng trước mặt mọi người, chẳng qua chỉ mất mặt thôi, không làm việc ở sở kiểm định chu thị, hắn còn có thể tìm đường khác. Nhưng Triệu Lập Hưng thì khác. Triệu gia từ trước đến nay đều làm công việc kiểm định sản phẩm, cha của hắn lại là một tay sáng lập sở kiểm định Camilla, trải qua mấy chục năm phát triển, đã trở thành cơ quan kiểm định đúng thứ hai trên toàn quốc. Triệu Lập Hưng là con trai độc nhất của Triệu gia, Đương nhiên không thể nào vứt bỏ gia sản, đi tìm đường khác. Nhưng tình hình trước mắt, ngay cả người thân cận của Thiệu lão tử hắn cũng đã đắc tội rồi. Vừa nghĩ tới cảnh sau này Sở kiểm định Chu thị có thể sẽ gây khó dễ với mình và Sở kiểm định Camia của Triệu gia, Triệu Lập Hưng liền đứng ngồi không yên. Chương 87, lão Thiệu đích thân ra tay. Lão Thiệu đích thân ra tay, buổi kiểm định trực tiếp bắt đầu. Lão Thiệu tôi không biết tại sao ông lại làm như vậy rõ ràng họ là người ra tay trước làm người của chúng ta bị thương tôi có thể làm chứng lúc này triệu lập hưng quyết định bảo vệ hoàng thế nhân chỉ cần bảo vệ hoàng thế nhân thì trong sở kiểm định chu thị sẽ tồn tại một mối quan hệ cho dù là sau này hay bây giờ thì cũng không thể vụt mất cơ hội này cậu là ai tôi đang đứng ở đây nói chuyện cậu có tư cách xen vào sao nhưng câu hỏi của thiệu trạch giai nhất thời khiến Triệu Lập Hưng chết đứng tại chỗ. Tôi là Triệu Lập Hưng người của sở kiểm định Camia, bố tôi chính là Triệu Gia Vượng. Triệu Lập Hưng cố gắng kìm nén sự tức giận trong lòng nói. Thì ra là tên tiểu tử cậu, vậy thì đã sao? Cho dù bố cậu có ở đây thì cũng không có tư cách nói chuyện. Cuống hồ là cậu, cút ra ngoài. Thiệu trạch dai suy nghĩ một chút lúc này mới nhớ ra. Nhưng ngay lúc Triệu Lập Hưng nghĩ rằng có thể lôi kéo được quan hệ, thì lại bị thiệu trạch dai giáo huấn. Triệu Lập Hưng muốn phản bác nhưng căn bản là không biết nói gì. Đừng nói là hắn cho dù có bố hắn triệu gia vượng ở đây, trước mặt thiệu trạch dai cũng chẳng có tư cách gì. Suy cho cùng khoảng cách vai về giữa hai bên đang hiện rõ trước mắt. Thêm vào đó, thiệu trạch dai là chuyên gia trong lĩnh vực kiểm định vật phẩm còn triệu gia vượng chẳng qua chỉ là một thương nhân. Ý tưởng của đôi bên thậm chí còn không hợp nhau lắm, Triệu Lập Hưng chỉ có thể lẳng lặng chố mắt nhìn Chu Dương, rồi rời đi một cách thảm hại. Chu Tiên Sinh, bây giờ con ruồi phiền phức nhất đã không còn, tôi xin lỗi quý công ty vì tất cả những hành vi mà sở kiểm định chúng tôi đã gây ra, để biểu thị thành ý tôi sẽ đích thân làm kiểm định chất lượng cho mặt nạ của công ty danh Dương. Thiệu Trạch Giai nói với gương mặt tràn đầy thành ý. Lúc đó Triệu Lập Hưng vừa mới bước ra khỏi cửa văn phòng đã nghe thấy vậy rất ngạc nhiên, chân vấp một cái ngã ngoài xuống đất. Vậy thì còn gì tốt bằng nhưng những người như Hoàng Thế Nhân tôi thấy sở kiểm định Chu Thị nên điều tra nghiêm khắc một chút, có tên thứ nhất nhất định sẽ có thêm tên thứ hai Chu Dương nhẹ nhàng nói. Trong lúc này lời nói của anh không cần phải che giấu điều gì nữa. Thiệu Trạch Giai có thể cùng với Trần Thế Hảo đi đến đây, chứng tỏ đã biết được thận phận của Chu Dương. Trước lúc Chu Dương và Trần Thế Hảo nói chuyện điện thoại đã có nhắc qua. Bây giờ Chu Dương nói đến vấn đề của sở kiểm định Chu Thị cũng được xem như đang quản lý việc trong nhà. Thiệu trạch dai đương nhiên không có bất kỳ ý kiến nào, trực tiếp đồng ý. a à, sở trưởng xin ông đừng đuổi tôi, tôi không có làm gì sai mà Hoàng Thế Nhân vừa nhìn lên lập tức quỳ xuống sàn, liên tục cầu xin. Lôi chúng ra khỏi đây công ty danh dương không chào đón những người như vậy. Nhưng thiệu trạch dai không thèm ngó tới hắn, còn Chu Dương liền ra lệnh cho Ngưu Xuyên cùng đám người triệu binh lập tức tống cổ Hoàng Thế Nhân ra khỏi công ty bên phía thiệu trạch dai mọi chuyện đều tiến hành rất thuận lợi. Thẩm Bích Quân và Diệp Sở Thiến cũng đang chuẩn bị cho việc này nhưng chỉ thiếu một người đến kiểm định. Bây giờ thiệu trạch dai đến, chuyện kia đã kết thúc, truyền hình phát trực tiếp cuộc kiểm định chất lượng bắt đầu. Trải qua vụ việc hủy hoại nhan sắc trước đó, có vô số người đang chú ý đến công ty danh dương, họ đang tập trung vào mặt nạ trắng da chống lão hóa, cũng đang chờ đợi lần kiểm định được phát trực tiếp của công ty danh dương. Xem này, buổi kiểm định công khai cuối cùng cũng đã bắt đầu rồi. Tôi phải xem xem mặt nạ trắng da chống lão hóa này rốt cuộc có tốt hay không. Mọi người nói xem, rốt cuộc ai là người tiến hành kiểm định. Đúng vậy, nếu như họ tùy ý tìm đại một người đến, chẳng phải đang chơi khăm chúng ta sao. Đừng nói nữa, mau xem đi, có người ra rồi. Lập tức, trong lúc đang phát sóng trực tiếp Chu Dương xuất hiện. Mà cùng với anh còn có thêm ông lão thiệu trạch dai. Lẽ nào người này sẽ tiến hành kiểm định, không phải chứ, sao lại là một ông già chứ? Ông ta biết làm không đấy? Không phải đang lừa chúng ta chứ? Các người là một lũ đần độn, ông ấy chính là Thiệu Trạch Sai, là sở trưởng của sở kiểm định Chu thị chi nhánh thành phố Đông Hải xếp thứ nhất trên toàn quốc, ông cũng là giáo sư của Đại học Đông Hải chuyên ngành kiểm định vật phẩm. Không sai, tôi là sinh viên của Đại học Đông Hải, Thiệu Trạch Sai rất nổi tiếng trong ngành này, thậm chí là độ nổi tiếng tầm quốc tế cũng cực kỳ lớn. Trong lúc đó nhiều lời giải thích về thân phận của Thiệu Trạch Giai lần lượt xuất hiện, mà lần này cũng khiến cho những người không biết cảm thấy kinh ngạc một phen. Cho dù là lúc nào thì đối với một học giả, một người có học thức sâu rộng đều nhận được sự ngưỡng mộ của mọi người. Huống hồ Thiệu Trạch Giai lại là giáo sư trường Đại học Đông Hải, không chỉ nổi tiếng ở trong nước mà còn cả quốc tế, điều này khiến mọi người càng thêm đồng tinh. Vì vậy, ngay lập tức việc kiểm định chất lượng trực tiếp trở nên hài hòa hơn tất cả mọi người đều nghiêm túc xem kiểm định và chờ đợi kết quả. Ngay lúc đó ở trong phòng thí nghiệm của công ty Danh Dương, đang chuẩn bị cho cuộc kiểm định chất lượng một cách chuyên nghiệp, tất cả đều được phát trực tiếp. Chu Dương phát trực tiếp toàn bộ hình ảnh quá trình kiểm định của lão thiệu. Anh hoàn toàn không sợ bị phát hiện ra lỗ hỏng, vì căn bản không có lỗ hỏng nào ở đây. Anh cũng không tin có người soi mói. Có lão thiệu ở đây những người hay soi mới căn bản không tìm được cơ hội, Cuộc kiểm tra của lão thiệu rất thuận lợi, mỗi một bước đều cực kỳ tỉ mỉ. Cả một quá trình kiểm định tiến hành trong một tiếng đồng hồ. Nhưng khi kiểm định kết thúc, chỉ còn đợi kết quả cuối cùng, khuôn mặt lão thiệu lại ướt đẫm mồ hôi. Suy cho cùng đối với độ tuổi này của ông mà nói, một minh tiến hành cả cuộc kiểm định như vậy sẽ tiêu hao rất nhiều sức lực. Wow, quá trôi chảy rồi. Đúng vậy, quả thật là mát lòng mát dạ. Nếu đổi lại là tôi thì thật sự tôi không thể làm được. Ha ha, không hổ là lão Thiệu, thủ pháp này thật sự là quá hoàn hảo rồi. Bây giờ chỉ còn đợi kết quả nữa thôi. Buổi kiểm tra của lão Thiệu được khán giả xem trực tiếp trên mạng khen ngợi không ngừng. Trong suốt cả quá trình, những chuyên gia ngành kiểm định vật phẩm đều không ngừng ghi chép lại mỗi một bước kiểm định của lão Thiệu. Điều này đối với họ mà nói, cũng giống như đang xem một buổi biểu diễn của chuyên gia nổi tiếng. Rất nhanh chóng đã có kết quả kiểm định. Chu Dương vốn không định kiểm tra trước kết quả, mà sẽ công bố trực tiếp trước máy quay. Các vị đây là kết quả do đích thân lão thiệu kiểm tra. Bây giờ chúng ta cùng nhau xem thử, thành phần mặt nạ trắng da chống lão hóa do công ty danh dương sản xuất rốt cuộc có hủy hoại nhan sắc của người khác hay không. Giọng nói của Chu Dương không lớn nhưng tràn đầy sự tự tin. Là người phụ trách hạng mục này, từ đầu đến cuối Chu Dương tốn rất nhiều tâm huyết với mặt nạ trắng da chống lão hóa, anh ấy tuyệt đối không để bất cứ ai hay bất cứ thế lực nào hủy hoại uy tín của mặt nạ trắng da chống lão hóa. Điều này, kiểm định cho ra kết quả bình thường, thành phần mặt nạ dưỡng trắng da không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Nói vậy thì, những người từng nói mặt nạ này hủy hoại nhan sắc là họ bịa đặt. Chắc chắn là vậy rồi, chẳng lẽ mọi người chưa nghe rằng, những người hôm đó gây sự trước cửa công ty Danh Dương, thực ra là do người khác mua chuộc đến? vì muốn khiến công ty danh dương và mặt nạ trắng ra chống lão hóa bị khách hàng ruồng bò. Sau khi thấy kết quả kiểm định, mọi người ngay lập tức xôn xao hẳn lên. Nếu như trước đây trong lòng họ đều mang hoài nghi, thì bây giờ dưới kết quả kiểm định của đích thân lão thiệu họ hoàn toàn không còn bất kỳ dị nghị nào nữa. chương 88, Chu Dương phản đòn. Sau khi Chu Dương nhìn thấy kết quả kiểm định chất lượng, cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh quả thật cũng có chút lo lắng, Ngộ nhỡ kiểm tra trong sản phẩm có thành phần gì độc hại thì có thể gặp phiền toái lớn. Nhưng cũng may, trên phương diện an toàn, anh vẫn luôn yêu cầu nghiêm khắc, hơn nữa, còn sắp xếp mấy người như xuyên túc trực giám sát ở công xưởng. Lão Thiệu, ý nghĩa của kết quả kiểm định lần này có phải là mặt nạ làm trắng da chống lão hóa của chúng tôi, hoàn toàn không có hại. Chu Dương nhẹ giọng nói. Không sai, qua lần kiểm định chất lượng này, mặt nạ trắng da chống lão hóa hoàn toàn không có hại, không chỉ không hủy hoại nhan sắc của người khác, ngược lại, hiệu quả của các thành phần trong mặt nạ này vô cùng lớn, công dụng hơn gấp 2 lần so với những loại mặt nạ bình thường khác thiệu trạch dai nghiêm túc nói. Những điều này toàn bộ đều được phát sóng trực tiếp công khai với vô số người xem trước mặt. Trong chốc lát, chương trình trực tiếp cực kỳ sôi nổi. Tôi đã nói là không có vấn đề rồi. Ha ha, xem ra mấy tên tung tin đồn hủy hoại nhan sắc kia, nhất định là đã bị người khác mua chuộc rồi. Được rồi, không nói nữa, tôi bây giờ phải đi mua mặt nạ đây, bạn gái tôi dục chết tôi rồi. Chương trình phát sóng trực tiếp được khán giả bàn luận sôi nổi. Không một ai có dị nghị gì với kết quả kiểm định. Dẫu sao cũng là thiệu trạch dai lão gia tử tự mình tiến hành kiểm định, còn mọi người cũng hết sức tín nhiệm đối với nhân phẩm của ông. Kính thưa mọi người, sau đây công ty danh dương chúng tôi sẽ đưa ra thông báo, nội dung chính là kết quả cụ thể của cuộc kiểm định. Dĩ nhiên, cũng sẽ có liên quan đến tình hình tiêu thụ và kế hoạch phát triển của mặt nạ trắng da chống lão hóa." Chu Dương cười nói với tất cả khán giả đang xem chương trình phát sóng trực tiếp. Sau khi kết thúc kiểm định, sự việc mặt nạ làm trắng da chống lão hóa gây hủy hoại nhan sắc có thể coi như đã được chấm dứt tại đây. Tối thiểu thì, những người có lòng dạ xấu đối với công ty Danh Dương và mặt nạ làm trắng da chống lão hóa đều sẽ không tìm được lý do nào để tiếp tục công kích công ty Danh Dương nữa trừ phi đối phương tìm được cơ quan kiểm định chuyên nghiệp hơn thiệu trạch giai lão gia tử và sở kiểm định chu thị mà loại tình huống đó dường như không tồn tại sau khi kết thúc buổi kiểm định chu dương còn muốn mời thiệu trạch giai cùng ăn cơm nhưng lão thiệu từ chối ông cũng không trực tiếp xác nhận mối quan hệ với chu dương ở trình độ này của lão thiệu với rất nhiều chuyện đều hết sức nhạy cảm nhất là khi lão thiệu biết được một vài chuyện ở chỗ trần thế hào ông cũng biết nguyên nhân chủ yếu khiến chu dương hiện tại muốn che giấu thân phận chu tiên sinh cậu yên tâm chờ sau khi tôi trở về nhất định sẽ chỉnh đốn lại sở kiểm định chu thị bảo đảm những người như hoàng thế nhân sẽ không còn tồn tại sau khi đảm bảo với chu dương thiệu trạch giai cùng trần thế hào cùng nhau rời khỏi công ty danh dương chu tổng tiếp theo chúng ta cần làm gì trong lòng diệp sở thiền che giấu sự kinh ngạc hỏi nhỏ đối với thân phận của thiệu trạch giai Diệp Sở Thiến cũng tìm hiểu được một chút thông tin trên mạng, nhất thời trong lòng có chút chấn động. Một người như vậy lại hết mực cung kính với Chu Dương, điều này khiến Diệp Sở Thiến không thể không nghi hoặc. Chu Dương rốt cuộc là ai? Tại sao lại có thể dễ dàng liên lạc được với Sở Kiểm Định Chu Thị, hơn nữa còn có thể khiến thiệu Trạch Sai cung kính với anh như thế? Sở Kiểm Định Chu Thị, Chu Thị. Trong nháy mắt, một ý nghĩ điên rồ xuất hiện trong đầu Diệp Sở Thiến, nhưng lại nhanh chóng bị cô bác bỏ mặc dù nói chu dương và sở kiểm định chu thị đều có một điểm giống nhau chính là mang họ chu nhưng sự tranh lệch giữa hai bên vẫn khó mà vượt qua được nói không chừng chỉ là trùng hợp thôi diệp sở thiến trong lòng thầm nghĩ tiếp theo thì đến lượt chúng ta phản đòn bọn họ kiêu ngạo đắc ý thời gian lâu như vậy cũng nên nếm trải một chút đau khổ rồi chu dương hừ lạnh một tiếng trong lòng đã xuất hiện một ý tưởng sự việc hủy hoại nhan sắc lần này thông qua nhiều nguồn thông tin dò xét, Chu Dương đã có thể xác định chính Thẩm Trạch đang dở trò quỷ quái. Vốn dĩ, Thẩm Trạch lấy trộm sản phẩm ban đầu của mặt nạ làm trắng da chống lão hóa, sau đó tiến hành theo dõi phân tích thành phần, rồi cho ra mắt loại mặt nạ trắng da cấp tốc. Hắn đã tạo được thế mạnh lớn ở phương diện truyền thông, có đông đảo các minh tinh tham gia, còn có cả sự trợ giúp của Thiên Vương Thiên Hậu, mặt nạ trắng da cấp tốc ban đầu quả thật đã tạo ra ảnh hưởng và uy hiếp lớn đối với mặt nạ làm trắng da chống lão hóa nhưng cũng may rocker tôi hiểu manh đột nhiên tuyên truyền quảng bá cho mặt nạ làm trắng da chống lão hóa liền thay đổi tình thế thậm chí còn khiến mặt nạ làm trắng da chống lão hóa lập tức vượt qua mặt nạ làm trắng cấp tốc cho dù đối phương có nhiều minh tinh thiên vương thiên hậu đến tận nơi tiến hành hoạt động tuyên truyền cũng không giải quyết được vấn đề theo suy nghĩ của Chu Dương, muốn tiến hành phản đòn lại với thẩm trạch, tuyệt đối không chỉ là trong phương diện chiếm ưu thế trên thị trường, mà còn phải đã kích trên mọi phương diện, thậm chí khiến mặt nạ làm trắng cấp tốc biến mất khỏi thị trường. Rất nhanh, Chu Dương liền bắt đầu phản đòn. Trong thời kỳ xảy ra sự việc hủy hoại nhan sắc, hai nhà máy công xưởng sản xuất mặt nạ trắng ra chống lão hóa vẫn hoạt động không ngừng nghỉ, ngày đêm tăng ca không ngừng sản xuất. Gần một tuần lễ, số lượng mặt nạ đặt trước đó đã được sản xuất xong. Thậm chí, còn sản xuất vượt thêm một triệu bộ mặt nạ nữa. Ngày thứ hai sau khi kết thúc buổi kiểm định, công ty danh dương cùng sở kiểm định Chu Thị liền ban bố thông báo. Trong thông báo, toàn bộ kết quả kiểm định của mặt nạ làm trắng da chống lão hóa do công ty danh dương sản xuất đều được công khai rộng rãi. Lần này, khách hàng đều cảm thấy yên tâm, lấy lại được lòng tin, không lo lắng mặt nạ sẽ hủy hoại nhan sắc nữa câu lạc bộ tư nhân ở tòa nhà cao tầng phía tây thành phố đông hải âm um, toang trong một phòng viết sang trọng thẩm trạch bộ mặt tức giận liên tục ném vỡ hết những ly rượu trên mặt bàn còn đứng trước mặt hắn chính là trần tuấn sinh lúc này trần tuấn sinh sắc mặt tái nhợt cơ thể run lên bần bật thẩm trạch đi qua đi lại quanh người hắn tay liên tục đập vỡ ly rượu trần tuấn sinh còn không dám cử động nhẹ phế vật phế vật phế vật đây chính là kết quả mày muốn tạo thấy sao?" Thẩm Trạch giận dữ, nhìn thấy bộ dạng bây giờ của Trần Tuấn Sinh, hắn liền cầm một ly rượu, tàn nhẫn ném mạnh lên đầu anh ta. Máu tươi trên đầu Trần Tuấn Sinh bất chợt chảy xuống, nhưng hắn vẫn như cũ không dám cử động. "Trần Tuấn Sinh, mày còn có gì muốn nói không? Tao đã cho mày nhiều cơ hội, nhưng có lần nào mày khiến tao hài lòng không?" "Hả?" Thẩm Trạch lạnh lùng nói, bầu không khí trong phòng VIP khiến người khác rùng mình những cô gái ăn mặc diêm rúa, lúc này cũng chỉ lẳng lặng nằm trong lòng thẩm trạch, căn bản không dám nhiều lời. Thẩm thiếu ra, tôi cũng không nghĩ rằng cái tên Chu Dương đó có thể dễ dàng điều tra được lai lịch của những người kia như vậy. Hơn nữa, hắn lại còn có thể mời được thiệu trạch sai của sở kiểm định Chu Thị, Trần Tuấn Sinh trong lòng lúc này cũng căm hận. Vốn dĩ lần này là cơ hội tốt để hắn biểu hiện thực lực với thẩm trạch. Hắn cũng đã tìm được điểm yếu của công ty danh dương, còn tìm tới mười mấy người giả mạo nói mặt nạ trắng ra chống lão hóa làm hủy hoại nhan sắc nhưng hắn vạn lần không nghĩ tới mười mấy người hắn vất vả tìm kiếm lại bị chu dương lập tức nhìn thấu được phế vật mày nói xem mày có thể làm tốt được cái gì bây giờ mặt nạ làm trắng ra chống lão hóa đã khôi phục lại lượng tiêu thụ mày nhìn xem mặt nạ làm trắng cấp tốc của chúng ta bây giờ thành bộ dạng gì những minh tinh kia tạo mời đến cũng vô ích sao thẩm chạch vẻ mặt âm trầm Giọng điệu căm phẫn. Thẩm Thiếu gia, không xong rồi. Vừa lúc đó, một tên tay sai của Thẩm Trạch mặt hốt hoảng chạy vào. Hốt hoảng cái gì, xảy ra chuyện gì rồi? Thẩm Trạch nhíu mày, lạnh lùng hỏi. Vào giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy những người bên cạnh mình đều là phế vật, không có chút tác dụng. Thẩm Thiếu gia, bên phía công ty xảy ra chuyện rồi, rất nhiều người đều muốn trả hàng lại. Chương 89, trộm gà không thành lại mất nắm gạo thẩm trạch rất nhanh đã về tới công ty mới của Minh, sắc mặt u ám, không nói một lời. Tất cả mọi người ở công ty lúc này trong lòng đều run sợ, sợ rằng thẩm trạch nổi trận lôi đình, thậm chí đuổi cổ ai đó đi. Đáng ghét, công ty danh dương hắn làm sao dám, cái đồ tiện nhân kia. Thẩm trạch vừa về đến phòng, lập tức nổi điên, đập ném tất cả mọi thứ trên bàn làm việc xuống đất. Nhất thời, trong phòng làm việc toàn một mớ hỗn độn. Nhân viên bên ngoài lúc này đều đã nghe thấy động tĩnh bên trong phòng, mọi người nhìn nhau, yên lặng không dám nói lời nào. Bầu không khí toàn bộ công ty vô cùng một ngạt. Thẩm thiếu ra, bây giờ bọn họ đều đang đồn nhau rằng phương pháp điều chế ban đầu của mặt nạ làm trắng cấp tốc là ăn cắp của mặt nạ làm trắng da chống lão hóa, mà phương pháp điều chế ban đầu của mặt nạ dưỡng da chống lão hóa lại có tác dụng phụ. Bây giờ đám người kia vừa xem truyền hình trực tiếp kiểm tra chất lượng sản phẩm của công ty danh dương liền rất tín nhiệm, cho nên không muốn mua mặt nạ của chúng ta nữa. Những người từng mua mặt nạ, toàn bộ đều muốn trả hàng lại. Thẩm thiếu ra, nếu thật sự để cho bọn họ trả hàng lại, thì tổn thất của chúng ta sẽ rất lớn. Tên nhân viên vẻ mặt buồn thiêu, cũng không biết làm gì hơn. Sẽ tổn thất bao nhiêu? Thẩm Trạch vẫn muốn ôm một chút hy vọng, chỉ cần tổn thất không quá lớn, thì cho bọn họ trả hàng lại cũng được. Vốn dĩ mục đích lần này chỉ là gây phiền phức cho Thẩm Bích Quân thuận tay kiếm thêm ít tiền. Ưng ừ, ực, ừ, thẩm thiếu ra, nếu như cho bọn họ trả lại hàng, thì chúng ta có thể sẽ tổn thất tới 300 triệu tệ. Khoảng 990 tỷ tiền Việt. Tên nhân viên khó khăn lắm mới nói ra được những lời này, nhất thời cảm thấy căng lên nơi cổ họng. Đó là 300 triệu tệ, không phải 30.000 hay 300.000. 300 triệu tệ, thậm chí đã là tổng tài sản của rất nhiều công ty trên thị trường rồi. Còn may, chỉ có 300 triệu thẩm trạch trong lòng nhẹ nhõm một chút, khế nói. Cái gì, 300 triệu, nhiều vậy sao? Nhưng hắn rất nhanh đã kịp phản ứng lại, đây là 300 triệu. Hắn vừa nãy còn tưởng là 300 nghìn khoảng 990 triệu tiền Việt đây chỉ là khoản tiền tiêu vặt hàng tháng của hắn, đền thì đền, chẳng có gì to tát lắm. Nhưng bây giờ, chính là 300 triệu. Kể cả khi đem hắn cùng đi bồi thường, thì cũng không đền nổi. Thẩm ra thì lại có đủ khả năng bồi thường được, nhưng thẩm trạch lúc này căn bản không còn mặt mũi trở về xin thẩm duy ngôn thay hắn bồi thường nhiều tiền như vậy biết rằng lúc trước hắn từng đảm bảo trước mặt bồ mẹ nhất định sẽ đánh đổ công ty danh dương của thẩm bích quân nhưng giờ nghĩ đến việc không chỉ không đánh đổ được công ty danh dương thậm chí còn khiến công ty của bản thân phải mang nhiều món nợ lớn như vậy thẩm trạch căn bản không thể chấp nhận được cái này nhất định là con tiện nhân kia làm thẩm trạch đập mạnh lên bàn cặp mắt đỏ bừng lúc này người hắn nghĩ tới chỉ có thể là thẩm bích quân cũng chỉ có thẩm bích quân mới lựa chọn nhanh chóng phản kích hắn vào lúc này không cần để ý đến những người muốn trả lại hàng ngoài kia kiên quyết không cho trả hàng nếu đã mua rồi thì không có khả năng được trả lại thẩm trạch lạnh lùng nói trên mặt có chút hung hãn nhưng mà thẩm thiếu ra nếu như bọn họ tên nhân viên còn muốn nói thêm gì đó nhưng sau khi nhìn vào ánh mắt của thẩm trạch lập tức im miệng Lời tạo nói mày không nghe rõ hả? Cút! Còn vào giờ phút này, tại tất cả điểm bán hàng mặt nạ trắng ra cấp tốc ở thành phố Đông Hải, toàn bộ đều có người xếp thành hàng dài. Hàng trăm nghìn người tụ tập lại một chỗ, yêu cầu trả lại hàng. Trả hàng, trả hàng. Nhanh chóng cho chúng tôi trả lại hàng. Loại thương gia rác rưởi. Nghe nói mặt nạ làm trắng cấp tốc này ăn cắp công thức của mặt nạ trắng ra chống lão hóa, nhưng chất lượng lại không tốt như người ta. Không sai, nhìn thấy ở đây mời nhiều minh tinh đến tuyên truyền như vậy, thì chất lượng sản phẩm nhất định có vấn đề lớn. Mọi người bàn luận sôi nổi, toàn bộ đều đứng tụ tập trước cửa hàng mặt nạ làm trắng cấp tốc. Các vị không nên chen lấn, mặt nạ của chúng tôi không có bất kỳ vấn đề gì cả. Trường cửa hàng nhìn thấy nhiều người chen chúc như vậy, trong lòng cảm thấy hoảng sợ. Mà anh ta đã sớm đã truyền thông tin về phía công ty, yêu cầu giúp đỡ. Nhưng sau khi tin tức truyền đi, đã rất lâu vẫn chưa nhận lại câu trả lời. Đối mặt với nhiều người như vậy, trưởng cửa hàng căn bản không thể lựa chọn bất kỳ phương pháp bạo lực nào, chỉ có thể không ngừng hô to để những vị khách có thể tự bình tĩnh lại. Không có vấn đề mới là lạ, không có vấn đề gì, tại sao những minh tinh tuyên truyền cho sản phẩm của các người, bản thân họ đều không sử dụng loại mặt nạ này? Đúng vậy, mặt nạ làm trắng da chống lão hóa và mặt nạ của các người có nhiều thành phần giống nhau. Nhưng hiệu quả của mặt nạ làm trắng da chống lão hóa lại tốt hơn rất nhiều so với mặt nạ của các người, nhìn thôi cũng biết các người là đồ lừa gạt. Đồ hàng nhái. Bất kể trường cửa hàng có giải thích như thế nào, thì những vị khách cũ này căn bản cũng không tin. Bọn họ chỉ tin tưởng vào những gì mắt mình nhìn thấy. Đó chính là cuộc kiểm tra của mặt nạ làm trắng da chống lão hóa, truyền hình trực tiếp kiểm tra chất lượng sản phẩm ở chu thi, hoàn toàn không có tác dụng phụ, hơn nữa hiệu quả làm đẹp da So với những loại mặt nạ khác còn có thêm vài thành phần nữa. Với tư cách người tiêu dùng, những vị khách này đều tự biết được những ý nghĩa những thành phần này là gì. Mà những thành phần này khiến mặt nạ làm trắng da chống lão hóa thật sự có hiệu quả, có thể nói gấp mấy lần những loại mặt nạ khác. Nhưng cùng lúc đó, mọi người lanh mắt phát hiện, mặt nạ làm trắng cấp tốc bán ra thị trường cùng một ngày với mặt nạ làm trắng da chống lão hóa cũng tồn tại rất nhiều vấn đề không chỉ là công thức điều chế, thậm chí ngay cả những tính chất cơ bản cũng vô cùng giống. Mà lúc này, trên mạng Internet lại tràn ngập thông tin mặt nạ làm trắng cấp tốc làm nhái mặt nạ làm trắng ra chống lão hóa, điều này thúc đẩy sự phản kháng trong lòng người tiêu dùng. Trường cửa hàng, bây giờ căn bản không ngăn cản được. Chúng ta nên làm thế nào đây? Đúng vậy, trưởng cửa hàng, chúng ta chẳng qua là đi làm thuê, không phải là đang bán mạng cho công ty. Lúc này, nhân viên cửa hàng ai ai cũng thấy phát sợ, nhìn về hướng đám người chen lấn trong đó, không một ai dám đứng ra ngăn cản. Tinh tinh tinh. Đúng lúc đó, điện thoại di động của trưởng của hàng bỗng nhiên vang lên. Tốt quá rồi, công ty không bỏ rơi chúng ta, bọn họ nhất định là tới giúp đỡ. Trưởng cửa hàng liền mừng rỡ, nghĩ rằng công ty đã gửi đến tin tức hỗ trợ, nên liền mở loa ngoài của điện thoại, muốn cho nhân viên trong cửa hàng cùng nghe, tăng thêm chút lòng tin cho bọn họ alo đây là cửa hàng chính hãng trưởng cửa hàng kích động nói công ty ra lệnh ngay bây giờ lập tức đóng cửa đợi sự việc này lắng xuống rồi nói tiếp nhưng điều trưởng cửa hàng chờ đến không phải tin tức giúp đỡ mà là mệnh lệnh đóng cửa a à, tại sao vậy trưởng cửa hàng có chút tuyệt vọng hét lớn đôi mắt cũng đã đỏ ửng trưởng cửa hàng anh nhìn xem công ty căn bản không thèm quan tâm đến chúng ta đúng vậy nếu như vậy thì chúng ta còn ở đây làm gì nữa đi chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây tránh việc lát nữa đám người ngoài kia xông vào đánh nhầm bị thương trong nháy mắt lòng kiên định của nhân viên cửa hàng lập tức tan vỡ họ cởi bỏ đồng phục công ty rồi từ cửa phụ rời đi không một nhân viên nào tự nguyện ở lại cùng trường cửa hàng dẫu sao bọn họ cũng chỉ là người làm công bình thường có một số việc không liên quan đến bọn họ mà bọn họ cũng bất lực thiếu đi sự chống đỡ của nhân viên, cánh cửa chính của cửa hàng kỳ hạm căn bản không thể ngăn được những người tiêu dùng đang nổi giận đùng dùng ngoài kia. Dầm, một tiếng vang rất lớn, cánh cửa của cửa hàng kỳ hạm ầm ầm sụp đổ. Mọi người mau tìm trưởng cửa hàng, phải khiến hắn cho chúng ta trả hàng lại, nếu không chúng ta sẽ thu dọn hết những thứ đồ ở đây. Mau, trong chốc lát, toàn bộ khách hàng đều đi tìm trưởng cửa hàng. Chương 90, thủ đoạn của Chu Dương. Công ty Tuấn Phát. Thẩm Trạch lúc này khuôn mặt u ám ngồi trên ghế trong phòng làm việc của Trần Tuấn Sinh chờ đợi thông tin báo cáo tình hình từ các cửa hàng tiêu thụ. Thẩm thiếu gia, cửa hàng bên Đông Gia Trủy cũng bị ép phải đóng cửa rồi. Thẩm thiếu gia, cửa hàng bên Nam Giao cũng bị ép phải đóng cửa rồi. Thẩm thiếu gia, cửa hàng Kỳ Hạm ở trung tâm thành phố bị ép phải đóng cửa, nhưng rất nhiều người đã xông vào, hiện trường xảy ra xô xát không nhỏ. Cục Cảnh sát đã gửi thông báo cho chúng ta đề nghị chúng ta cùng đến giải quyết. Từng luồng tin tức trực tiếp đánh thẳng vào sự nhẫn nại của Thẩm Trạch. Còn cực khổ nhất thì không ai bằng Trần Tuấn Sinh. Những cửa hàng bị đóng cửa này đều là mạng lưới cửa hàng tiêu thụ của công ty Tuấn Phát, đây đều là thành quả hắn mấy năm này khổ tâm kinh doanh được. Vốn hắn còn nghĩ lợi dụng mạng lưới cửa hàng tiêu thụ của công ty mình để hợp tác với Thẩm Trạch, kinh doanh món hời lớn mặt nạ làm trắng cấp tốc. Nhưng mà không ngờ rằng sẽ đi đến bước đường như hôm nay. Nếu tất cả những cửa hàng này đều bị đóng cửa, thì tổn thất trong một ngày của công ty Tuấn Phát sẽ đạt tới sắp xỉ một triệu tệ. Khoảng 3,3 tỷ tiền Việt. Dẫu sao, những thứ trong cửa hàng không chỉ có mặt nạ làm trắng cấp tốc của thẩm trạch, mà còn có rất nhiều những mỹ phẩm đồ trang điểm khác. Thẩm thiếu ra, không thể đóng cửa hàng, một khi đóng lại, thì coi như tất cả những gì trước đây chúng ta đầu tư vào đều trôi theo dòng nước. Trần Tuấn Sinh sắc mặt hết sức khó coi, ở trước mặt Thẩm Trạch, hắn dường như không có quyền nói chuyện. Cũng không phải vì thực lực lớn mạnh của Thẩm Trạch, mà là vì Trần Tuấn Sinh kiêng dè trầm da ở đằng sau lưng Thẩm Trạch. Phải biết rằng, Thẩm gia tuyệt đối không phải là một gia tộc đơn giản. Công ty của Thẩm Duy Ngôn quy mô rất rộng lớn, còn lớn hơn nhiều so với công ty của bố Trần Tuấn Sinh. Trọng yếu nhất là, tập đoàn Thẩm thị của Thẩm Duy Ngôn chính là công ty hàng đầu cung cấp tất cả các đơn đặt hàng cho công ty thiết bị y tế của cha Trần Tuấn Sinh. Một khi tập đoàn thẩm thị dừng cung cấp đơn đặt hàng cho tập đoàn Trần Thị, thì tập đoàn Trần Thị sẽ gặp tổn thất vô cùng lớn. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất khiến Trần Tuấn Sinh luôn tự xưng mình là em trai ở trước mặt thẩm trạch. Không đóng cửa hàng, vậy những người bên ngoài đó, mày có thể giải quyết được sao? Đồ phế vật, chuyện gì cũng làm không xong, nếu mày sớm giải quyết được công ty danh dương, giải quyết con tiện nhân kia thì xuất hiện kết cục như bây giờ sao thẩm trạch phẫn nộ quát thẩm thiếu ra trần tổng không xong rồi xảy ra chuyện lớn rồi vừa lúc đó một trợ lý mới của trần tuấn sinh chạy nhanh vào phòng hốt hoảng nói lại xảy ra chuyện gì thẩm trạch hết sức thiếu nhẫn nại hỏi lúc này bất kỳ ai tới nói với hắn chuyện gì không tốt hắn dường như đều có thể tiếp nhận dù sao hắn cũng có thể đoán ra rốt cuộc là ai đang ở sau lưng ngấm ngầm dở trò. Những minh tinh ngày trước ký hợp đồng với chúng ta, tất cả đều đang muốn hủy hợp đồng, mà bọn họ bây giờ đều bắt đầu chuyển qua tuyên truyền cho mặt nạ làm trắng ra chống lão hóa. Trợ lý đưa điện thoại di động cho thẩm trạch, phía trên chính là hình ảnh tuyên truyền trên Weibo của những minh tinh lớn. Toang! Đúng là phế vật. Những minh tinh này, thật đúng là sói không quen đút. Gửi cho bọn chúng văn kiện của luật sư để bọn chúng bồi thường tiền vi phạm hợp đồng thẩm trạch giận dữ ném thẳng điện thoại xuống sàn nhà nát tươm ra mấy mảnh còn người trợ lý thì ấm ức nhìn chiếc điện thoại trên sàn nhà đã bị vỡ thành nhiều mảnh khóc không ra nước mắt đây chính là chiếc điện thoại di động của anh chỉ như vậy đã bị thẩm trạch ném vỡ nát nhưng mà thẩm thiếu ra chúng ta ban đầu vì đề lôi kéo những minh tinh đó trong bản hợp đồng đã ký với bọn họ căn bản không nhắc tới điều khoản bồi thường do vi phạm hợp đồng trợ lý nói nhỏ nhẹ, sợ lời nói của mình lại một lần nữa chọc giận thẩm trạch. Trong chốc lát, toàn bộ phòng làm việc yên tĩnh, trợ lý rè rặt ngẩng đầu nhìn thẩm trạch, rồi lập tức hoảng sợ củi đầu xuống. Lúc này sắc mặt thẩm trạch trầm lặng như nước, lặng lặng ngồi trên ghế, nhìn về phía trước, ánh mắt trống rỗng vô hồn. Còn Trần Tuấn Sinh đứng bên cạnh, căn bản không dám lên tiếng đánh thức thẩm trạch. Tiện nhân, cho rằng như vậy thì có thể khiến tạo thất bại. Vậy thì ngươi quá ngây thơ rồi." Đột nhiên, Thẩm Trạch cười lạnh lùng, đứng thẳng lên. "Tao về đây, Trần Tuấn Sinh, tạo cho mày thêm một cơ hội nữa, ổn định lại cục diện hiện tại, tất cả chờ sau khi tao trở lại rồi nói tiếp." Thẩm Trạch sau khi nói xong, liền rời khỏi công ty Tuấn Phát, quay trở về thẩm gia. Còn về việc hắn muốn làm gì, Trần Tuấn Sinh không hề biết, cũng không dám đi hỏi. Bây giờ bên ngoài công ty Tuấn Phát, còn có một đống hỗn loạn chờ hắn đi thu dọn. Đi, giải quyết trước chuyện của cảnh sát, Trần Tuấn Sinh lạnh lùng nói, đưa theo mấy người trợ lý, liền chạy thẳng tới cửa hàng kỳ hạm. Còn lúc này, ở công ty Danh Dương, Thẩm Bích Quân, Tạ Linh Ngọc, Hồ Gia, còn có Chu Dương bốn người đang ngồi vòng tròn, trong phòng làm việc của Thẩm Bích Quân. Chu Huynh Đệ, chiều này của cậu quả thật không tệ, tôi đoán bây giờ bên đối phương đang vô cùng luống cuống, ha ha. Hồ Gia dơ ngón tay cái lên hướng về phía Chu Dương, không kiềm chế được liền khen ngợi. Vừa mới đây, Chu Dương đã giải thích kế hoạch phản kích của mình với mấy người họ. Bước đầu tiên, đưa những nghi ngờ trước kia của người tiêu dùng về mặt nạ làm trắng da chống lão hóa đổ qua cho mặt nạ trắng da cấp tốc Ngay sau đó tuồn ra những điểm cực kỳ tương đồng trong công thức điều chế hai loại mặt nạ. Bởi vì mặt nạ làm trắng da chống lão hóa đã qua cuộc kiểm tra của Chu Thị do Đích Thân Thiệu Trạch Giai tự mình kiểm chứng. Với lại kết quả kiểm tra cũng có ở đó, mọi lúc đều có thể đến thẩm tra. Cho nên người tiêu dùng tự nhiên sẽ cho rằng mặt nạ làm trắng cấp tốc là hàng nhái. Còn người tiêu dùng trên nhiều khía cạnh khác có thể dễ dàng tha thứ cho hàng nhái, nhưng ở phương diện này, đối với những người yêu cái đẹp mà nói, căn bản không dễ dàng tha thứ được. Tôi lần này chẳng qua là lấy của người trả lại cho người thôi, không có gì cả, chí ít thì tôi cũng không bịa đặt hay bẻ cong sự thật nào. Chu Dương cười nhẹ, đây chỉ là bước đầu tiên mà thôi, còn chuyện ngày trước bọn họ tung tin đồn nhảm mặt nạ làm trắng ra chống lão hóa gây hủy hoại nhan sắc, dù sao cũng là bịa đặt bôi nhọ, hơn nữa bây giờ cũng đã chứng minh rõ sự thật rồi. Nhưng lần này, mặt nạ làm trắng cấp tốc căn bản không có cách nào để giải thích thanh minh, chuyện bọn họ làm nhái mặt nạ của chúng ta. Điều quan trọng nhất là, đối phương càng đi giải thích, thì sẽ càng tồi tệ hơn. Chu Dương khẽ cười nói, đôi mắt lạnh lùng sắc bén. Nhưng mà, chuyện các minh tinh tuyên truyền trên mạng là thế nào đấy? Anh đã liên hệ với bọn họ từ khi nào vậy? Ngay lúc đó, Thẩm Bích Quân cầm điện thoại vẫy vẫy, quay qua nhìn Chu Dương cười. Mà trên di động là những bài đăng trên Weibo của những minh tinh ngày trước từ chối tuyên truyền cho mặt nạ làm trắng da chống lão hóa. Lúc này, toàn bộ minh tinh lại cùng thống nhất trên một mặt trận, tất cả đều quảng cáo cho mặt nạ làm trắng da chống lão hóa thậm chí có vài minh tinh có lượng fan lớn còn tự mình dùng thử để tuyên truyền toàn diện nhất cho mặt nạ làm trắng da chống lão hóa. Cái này thì tôi thật sự không biết. Chu Dương cũng rất kinh ngạc, nhưng chuyện này quả thật không phải anh làm, anh cũng không cần gì phải giấu điểm. Có phải là những rocket rồi lần trước đã từng giúp đỡ chúng ta trợ giúp? Hổ ra hình như nhớ ra điều gì đó, thuận miệng nói. Rất có thể. Còn Chu Dương cũng có ý nghĩ chợt lóe lên, khẳng định nói đợi chút tôi gọi điện thoại xác nhận xem. Nhưng mà đây cũng không là trọng điểm. Trọng điểm là, thẩm trạch tiếp theo nhất định sẽ tìm cách đánh trả, mà thời điểm này, chúng ta nhất định phải chuẩn bị thật tốt. Chu Dương trầm giọng nói. Trong mọi thời điểm, anh đều không hề đắc ý tự mãn, xem nhẹ người khác. Cho dù hiện tại, hàng loạt hoạt động của anh đã khiến cho thẩm trạch trở tay không kịp, làm cho hoạt động tiêu thu của mặt nạ trắng ra cấp tốc ở thành phố Đông Hải rơi vào cảnh khốn cùng nhưng trung quy cũng vẫn chưa khiến mặt nạ làm trắng da cấp tốc cùng thẩm trạch rơi vào con đường chết cuối cùng. Mà điều này lại có tiềm ẩn những tai họa ngầm trong tương lai. chương 91, sắp xếp. Sau đây, chúng ta sẽ sắp xếp một chút những việc cần làm trong thời gian tới của mặt nạ làm trắng da chống lão hóa. Chu Dương mở ra một trang giấy, bên trên viết đầy chữ, đều là những thứ ngày trước anh suy nghĩ, liên quan đến quá trình cần thiết phải trải qua của mặt nạ làm trắng ra chống lão hóa sau khi có mặt trên thị trường đầu tiên chúng ta nhất định phải chiếm giữ toàn bộ thị trường đông hải sau khi ổn định mới có thể nghĩ đến việc tiến công qua các thành phố khác nhưng trong quá trình này chúng ta phải hoàn toàn nắm chắc được vấn đề sản lượng và chất lượng có xuyên tử bọn họ ở đây về mặt chất lượng khẳng định không có vấn đề gì hiện tại điều duy nhất cần lo lắng chính là sản lượng rất có thể không theo kíp Chúng ta hiện tại chỉ có hai công xưởng sản xuất, đối mặt với số lượng tiêu thụ mỗi ngày cao khoảng 500.000 bộ, quả thật sản lượng đang không theo kịp. Mà đến khi chúng ta tiến công vào các thành phố khác, thì đây sẽ là một vấn đề chí mạng. Chu Dương nói rõ với mọi người về toàn bộ tình hình trước mắt. Đây đều là chuyện rõ rành rành rồi, cũng không có gì khó hiểu. Nhưng chuyện này đã rõ ràng như vậy, một khi xuất hiện sai lầm, thì có thể khiến công sức bọn họ đổ sông đổ biển. Cho nên, thẩm tổng, hổ Gia, ý tưởng của tôi chính là trong khoảng thời gian này, chúng ta cần thu mua thêm vài công xưởng sản xuất nữa, mở rộng toàn diện quy mô sản xuất mặt nạ làm trắng da chống lão hóa. Chu Dương vừa dứt lời, cả văn phòng đều yên lặng. Thẩm Bích Quân và Hổ Gia đều đang cân nhắc, suy nghĩ lời Chu Dương vừa nói. Còn Tạ Linh Ngọc nhìn Chu Dương không chớp mắt, trong đôi mắt đẹp tràn đầy sự nghi hoặc. Chu Dương đang ngồi trước mặt và Chu Dương trong trí nhớ của tạ Linh Ngọc hoàn toàn khác biệt. Nếu nói Chu Dương ngày trước, dáng vẻ trầm lắng giả dặn, lại còn không có chi tiền thủ, không có lòng nhiệt tình hăng hái. Thì Chu Dương giờ phút này, không chỉ tinh thần phấn chấn, lại vô cùng tự tin, mỗi cử động giơ tay nhấc chân, giống như anh mới là người lãnh đạo, còn những người khác ngồi ở đây, đều là cấp dưới của anh. Trong nháy mắt, tạ Linh Ngọc nhìn anh ngây người. Cô hoàn toàn không ngờ rằng, hoặc căn bản là không thể tưởng được, Chu Dương trong thời gian ngắn ngủi, phát sinh biến đổi lớn như vậy, có thể nói là thay đổi triệt để, hoàn toàn phá vỡ ấn tượng về Chu Dương của Tạ Linh Ngọc. Trong lúc ngẩn người, Tạ Linh Ngọc nhớ lại lúc trước vào ngày sinh nhật của mẹ cô, Chu Dương đã tặng bà Tạ một chiếc vòng tay phỉ thúy, và tặng cho bản thân cô một chiếc dây chuyền phỉ thúy. Lúc ấy bởi vì những lời nói của Trần Tuấn Sinh khiến Tạ Linh Ngọc tin là thật, nên liền cất đi tỏ ẩn bộ những thứ đó. Bây giờ xem ra, trần tuấn sinh lúc trước căn bản là muốn gây chia rẽ ly dán còn những đồ chu dương tặng toàn bộ đều là thật giờ khắc này trong lòng tạ linh ngọc đột nhiên xuất hiện một chút hối hận lúc trước cô đối với chu dương không nóng không lạnh thậm chí lúc chu dương và mẹ cô phát sinh mâu thuẫn tạ linh ngọc cũng đã đứng về phía bà tạ thậm chí chính cô cũng đã từng đề nghị ly hôn với chu dương đủ các loại như vậy nếu đổi thành bất kỳ người đàn ông nào khác chỉ sợ đều không thể chấp nhận nhưng còn chu dương tạ linh ngọc nhìn chu dương không phát hiện anh có chút gì bất thường anh đối xử với cô vẫn như ngày trước không phải vì bản thân phát tài mà trở nên ngạo mạn được tôi sẽ bảo a à, bảo đi liên hệ vài người có ý định bán công xưởng sản xuất tin là có thể chọn được vài chỗ thích hợp hổ ra gật gật đầu nhẹ giọng nói theo như lời chu dương thì rất có đạo lý cho dù là bản thân hồ ra cũng không cảm thấy có chỗ nào không hợp lý mà tất cả những thứ này, căn bản không hề giống những điều mà một người trẻ tuổi có khả năng nghĩ đến. Ngược lại càng giống như những suy nghĩ cân nhắc của một người trung niên chín chắn tầm 40 tuổi. Thậm chí, Hồ gia tự nghĩ rằng, có nhiều điểm chính ông cũng không suy nghĩ chu toàn được như Chu Dương. Được, Linh Ngọc, tiếp theo, em phải dẫn dắt mỹ phẩm duyệt kỷ của mình, mở rộng mạng lưới tiêu thụ mặt nạ làm trắng ra chống lão hóa ở thành phố Đông Hải, tranh thủ thực hiện bao phủ toàn diện thành phố Đông Hải chúng ta chỉ bây giờ chỉ có thể bao phủ toàn bộ thành phố Đông Hải, sau đó mới có thể đem mặt nạ làm trắng ra chống lão hóa ra cả nước, thậm chí là toàn thế giới. Chu Dương nhìn tạ Linh Ngọc, một mắt tràn đầy sự nghiêm túc. Anh biết tính cách tạ Linh Ngọc, luôn mạnh mẽ háo thắng. Rõ ràng một người phụ nữ có thể dựa vào đàn ông để sống một cuộc sống an nhàn thoải mái. Nhưng tạ Linh Ngọc lại lựa chọn điều khó khăn nhất là tự mình gây dựng sự nghiệp. Mà trong 3 năm này, chu dương cũng biết rõ tạ linh ngọc thật không dễ dàng chỉ là thời điểm đó thân phận anh hèn mọn căn bản không giúp gì được cho cô hiện tại có năng lực rồi tất nhiên sẽ lựa chọn giúp cô còn từng bước trước mắt chỉ là mới bắt đầu tạm thời cứ tiến hành những bước như vậy tuy rằng tình thế bây giờ đang tốt đẹp nhưng chúng ta căn bản không thể buông lỏng phải biết rằng sự cản trở của thẩm trạch và mặt nạ làm trắng cấp tốc đối chúng ta là điều chúng ta có thể đoán trước thậm chí có thể phản kích được nhưng mà nếu nó phát sinh ở một thành phố khác cách xa địa bàn ưu thế của chúng ta thì chúng ta có thể sẽ không dễ dàng thắng lợi như vậy được đồng thời thế giới bên ngoài sự cạnh tranh lại càng khốc liệt chu dương trầm giọng nói cả mấy người bổng trở nên nghiêm túc bọn họ cũng đều biết sự cạnh tranh vẫn luôn tồn tại nhưng vì mặt nạ làm trắng ra chống lão hóa chiếm giữ được địa bàn ưu thế ở thành phố đông hải mới có thể giành được thành tích lúc đầu tốt như vậy. Nhưng một khi tiến vào các thành phố khác, thì chính là đang chiến đấu trên đất khách quê người. Mà bọn họ, tất cả đều phải gây dựng từ đầu. Yên tâm đi, chỉ cần có cậu ở đây, sẽ không có gì không vượt qua được. Hổ ra cười ha ha nói. Sau khi kết thúc cuộc họp ngắn ngủi, Chu Dương quay lại phòng làm việc của mình, gọi điện trực tiếp cho Tô Hiểu Manh về việc các minh tinh trên mạng xã hội tuyên truyền cho mặt nạ làm trắng da chống lão hóa nếu không phải thẩm bích quân đề cập đến thì chu dương căn bản không hề biết qua à, anh dương tô hiểu manh nghe điện thoại lập tức reo lên vui mừng chu dương nhẹ nhàng để xa điện thoại cách xa tai mình một chút lúc này mới dễ chịu hơn hiểu manh anh muốn hỏi em một chuyện chu dương nghĩ tới nghĩ lui vẫn lựa chọn vào thẳng vấn đề dù sao nếu việc các minh tinh tuyên truyền thật sự có liên quan đến tô hiểu manh và thiếu nữ hỏa tiến thì chu dương lại thêm lần nữa nợ cô một ấn tình mặc kệ như thế nào tương lai nhất định phải báo đáp tuyên truyền gì cơ em không biết anh dương em chưa nghe ai nói gì cả nhưng sau khi nghe chu dương nói xong tô hiểu manh mơ mơ màng màng căn bản không hiểu chu dương nói vậy là có ý gì em không hề nói gì với những minh tinh đó không khiến bọn họ đi tuyên truyền cho mặt nạ làm trắng da chống lão hóa ư chu dương nhíu mày trong đầu nhất thời không đoán ra được nếu như không phải tô hiểu manh thì có thể là ai chứ anh dương có minh tinh tuyền truyền cho mặt nạ của các anh không phải chuyện tốt sao tô hiểu manh nói nhỏ cô căn bản là không nghĩ đến chuyện tình nghĩa với cô mà nói giúp ai tuyên truyền cái gì chỉ là thuận tay giúp đỡ căn bản sẽ không đề cập đến ích lợi chu dương thở dài một chút biết rằng không hỏi được gì từ tô hiểu mạnh anh dương anh tuyệt đối không được quên buổi biểu diễn của em đâu đấy. Em đã gửi vé mời qua cho anh rồi, em chờ anh đến nha. Lúc Chu Dương đang suy đoán, tôi hiểu manh lại cười nói về buổi biểu diễn của cô. Lần này, khiến Chu Dương cảm thấy nhẹ nhõm han ra. Anh phát hiện, nói chuyện với tôi hiểu manh, cho dù đang gặp phải chuyện gì, thì đều rất thoải mái vui vẻ, không hề có gánh nặng. Được, anh nhất định sẽ đến. chương 92, nhận vé buổi biểu diễn. Sau khi tạm biệt Tô Hiểu Manh, Chu Dương suy nghĩ một chút, rồi gọi theo Ngưu Xuyên cùng ra khỏi công ty. Lúc trước trong vụ việc hủy hoại nhan sắc, có mười mấy người ở trước cửa công ty danh Dương tụ tập gây sự. Thông qua một vài thủ đoạn hồ ra điều tra biết được thân phận thật sự của những người này, Chu Dương đã trực tiếp báo cảnh sát, đưa toàn bộ bọn họ vào đồn cảnh sát. Qua một thời gian dài như vậy, vẫn không có thông tin gì hữu hiệu truyền ra. Trên đường đến cục cảnh sát, Chu Dương vừa đi vừa quan sát tình hình ở các cửa hàng tiêu thụ mặt nạ làm trắng cấp tốc. Nhìn thấy người nhiều đến các cửa hàng hét lớn đòi trả lại hàng, Chu Dương nhất thời cảm thất vui sướng không ít. Hai người rất nhanh đã đến cục cảnh sát, sau khi hỏi về tình huống lúc trước, Chu Dương cũng lập tức nhận được phản hồi. Những người này đều từng có tiền án, vì đều mới được thả ra không bao lâu thì đi gây chuyện, không cấu thành tội phạm, cho nên không có cách thi hành biện pháp cưỡng chế với bọn họ một anh cảnh sát phụ trách việc này thông báo kết quả xử lý cho chu dương đối với việc này chu dương cũng không nói gì dù sao chuyện cảnh sát nói khẳng định sẽ không có hành vi bao che giấu giếm chỉ có thể nói lúc thẩm trạch tìm những người này nhất định đã điều tra rõ ràng như vậy sau khi xảy ra chuyện sẽ tránh liên lụy đến hắn đi thôi chúng ta quay về không hỏi được gì chu dương đi thẳng về công ty danh dương thời gian từng ngày trôi đi cả thành phố Đông Hải vẫn hoạt động bình thường như trước. Từ sau khi Thiệu Trạch Giai trực tiếp kiểm tra chất lượng sản phẩm mặt nạ làm trắng da chống lão hóa, thì mức tiêu thụ mặt nạ lại tăng lên một đẳng cấp mới. Còn ngược lại lúc đó, mặt nạ làm trắng cấp tốc thời điểm này, ngày ngày vẫn luôn có tình trạng người người đến đòi trả lại hàng. Công ty Tuấn Phát đã đóng cửa toàn bộ cửa hàng tiêu thụ mặt nạ làm trắng cấp tốc, không thèm để ý đến yêu cầu trả hàng của người tiêu dùng. Trong lúc này, Chu Dương cũng đã nhận được vé xem buổi biểu diễn của Tô Hiểu Manh. Chỉ là, nhìn thấy hai chiếc vé xem biểu diễn trong tay, Chu Dương lại rơi vào trầm tư một lúc lâu. Lúc hai chiếc vé được gửi tới, ở công ty thu hút được sự hưởng ứng cực kỳ lớn. Dù sao Rocket Girl hiện tại cũng là nhóm ca sĩ nữ nổi tiếng nhất, có danh tiếng lớn và có cực kỳ nhiều fan hâm mộ trên cả nước. Ở công ty rất nhiều người đều biết Chu Dương đã nhận được hai tấm vé xem buổi biểu diễn của Rocket Girl. Ây da, tôi cũng muốn có vé xem buổi biểu diễn, mãi mà không mua được. Không có cách nào nữa, người mua vé thật sự rất đông, rất nhiều vé đều đã bán hết rồi. À, các người nói xem, Chu Tổng có tới hai vé, anh ấy sẽ đi xem cùng ai? Các người nói xem, Chu Tổng có dẫn Thẩm Tổng đi xem cùng không? Tôi thấy gần đây bọn họ qua lại rất thân thiết. Cô có ngốc không vậy? Chu Tổng đã kết hôn rồi, chẳng lẽ cô không biết sao? anh ấy khẳng định sẽ mời Tạ Linh Ngọc đi cùng, dù gì bọn họ cũng là vợ chồng. Nhóm nhân viên đang bàn tán sôi nổi. Chu Dương vô tình có thể nghe thấy những lời đồn thổi, nhưng anh lại không có cách nào đứng ra giải thích. Bởi vì, cho dù anh có giải thích như thế nào thì vẫn luôn có người không tin, hơn nữa lại dễ dàng rơi vào vòng nghị luận bàn tán của họ. Từ khi Chu Dương cầm trên tay tấm vé xem buổi biểu diễn, nhất thời cũng cảm nhận được hơn 10 cặp mắt nồng nhiệt đang nhìn về phía mình. Chu tổng, anh định bán tấm vé xem buổi biểu diễn của Rocket Girl như thế nào đây? Đúng đấy, đúng đấy, tôi vẫn luôn rất muốn mua, nhưng mãi chẳng mua được. Hu hu. Chu tổng, hai tấm vé này anh dự định đi cùng ai đây? Cái này còn phải nói à, Chu tổng đương nhiên đi cùng vợ anh ấy, loại chó độc thân như mấy người không hiểu được đâu. A, à, tôi còn tưởng là Chu tổng sẽ đi cùng Thẩm tổng cơ. Đám nhân viên liền nhiều chuyện hẳn lên, ai ai cùng nhìn chằm vào Chu Dương trong ánh mắt đầy áp sự tò mò, giống như muốn mọi hết tâm tư Chu Dương ra vậy. Chu Dương không nói gì, sao chuyện của bản thân anh dường như lại biến thành chuyện lớn của công ty vậy? Mọi người không phải đang làm việc sao? Có muốn tôi trừ tiền lương không hả? Chu Dương phụng phịu, ra vẻ nghiêm túc nói. Vốn tôi hiểu manh gửi đến hai tấm vé mời cũng đã làm khó cho Chu Dương. Giữa tạ Linh Ngọc và thẩm Bích Quân, không hề nghi ngờ, anh chắc sẽ lựa chọn tạ Linh Ngọc nhưng Chu Dương hiểu tạ Linh Ngọc. Trước tiên không nói đến việc tạ Linh Ngọc căn bản không có hứng thú với nhóm nhạc Rocket Girl. Hiện tại Mỹ Phẩm Duyệt Kỳ đang rơi vào tình thế khó khăn, tất cả đều phải xem kết quả tiêu thụ của mặt nạ làm trắng da chống lão hóa. Tại thời điểm mấu chốt này, tạ Linh Ngọc căn bản sẽ không buông lỏng công việc, để cùng Chu Dương đi xem buổi biểu diễn. Nhưng nếu Chu Dương lựa chọn đi cùng người khác, thì không còn nghi ngờ gì nữa tạ Linh Ngọc sẽ rơi vào tình thế khó xử đến lúc đó rồi nói sau chu dương trong lòng thầm nghĩ liền xoay người đi về phòng làm việc chu dương anh đang làm gì trong đó vậy ngay lúc chu dương xoay người đi có một thanh âm trong trẻo trượt vang lên chu dương quay đầu nhìn lại liền thấy thẩm bích quân đang đi tới mà điều này không phải quan trọng nhất quan trọng nhất là bên cạnh cô đang đi cùng tạ linh ngọc hai người chậm rãi bước về phía chu dương Chu Dương cảm thấy như có vô số ánh mắt đang nhìn lên người anh. Không có gì, sao hai người còn chưa đi? Chu Dương khế cười nói. Liên quan đến tiến độ và những nhiệm vụ tiếp theo của mặt nạ làm trắng da chống lão hóa, lúc trước Chu Dương đã từng sắp xếp bố trí ổn thỏa. Hổ gia cũng đã sớm rời đi, Chu Dương không nghĩ rằng Tạ Linh Ngọc và Thẩm Bích Quân vẫn còn ở đây. Chẳng lẽ hai người đang thầm thì gì đó? Chu Dương chút do dự bước ra giữa quan sát hai người họ, muốn tìm một tia manh mối. Chỉ là Chu Dương nhìn qua mấy lượt, cũng không tìm ra điểm nào đáng ngờ. Trong tay anh đang cầm gì đấy? Tôi xem xem." Thẩm Bích Quân không trả lời câu hỏi của Chu Dương, ánh mắt sắc bén của cô nhanh chóng nhìn thấy tấm vé trên tay Chu Dương, trước khi Chu Dương kịp phản ứng lại, cô đã nhanh chóng giật lấy tấm vé. "A, à, vé xem buổi biểu diễn của Rocket Girl." Sau khi nhìn vào tấm vé, Thẩm Bích Quân liền kinh ngạc hồ lên những hiểu biết của cô về Rocket Girl cũng không phải quá nhiều. Chỉ là trước kia những cô gái trong nhóm Rocket Girl từng tuyên truyền trên Weibo cho mặt nạ làm trắng da chống lão hóa, khiến mặt nạ làm trắng da chống lão hóa lập tức xoay chuyển tình thế với mặt nạ làm trắng cấp tốc. Thời điểm đó là lần đầu tiên Thẩm Bích Quân nghe nói về Rocket Girl. Sau đó lên mạng tìm hiểu một chút, Thẩm Bích Quân mới có chút hiểu biết thêm về nhóm nhạc này. Nghe nói bọn họ sẽ tổ chức buổi biểu diễn ở Đông Hải, sao vậy anh muốn đi xem à thẩm bích quân vuốt nhẹ mái tóc đôi mắt quyến rũ dĩ nhiên không có chút để ý đến tạ linh ngọc đang đứng bên cạnh cô nhìn chu dương cười ngọt ngào đây rõ ràng là đang quyến rũ hoặc có thể nói là khiêu khích chu dương mạnh mẽ kiềm chế chút sao động trong lòng để bình tĩnh lại ừ tôi chuẩn bị đi xem lúc trước các cô ấy giúp chúng ta việc lớn như vậy bây giờ đi xem cũng không có gì chu dương ra vẻ bình tĩnh nói ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía tạ Linh Ngọc. Lúc này sắc mặt tạ Linh Ngọc bình thản, dường như căn bản không hề chú ý tới hành động vừa nãy của thẩm bích quân. Có lẽ cảm nhận được được ánh mắt của Chu Dương, tạ Linh Ngọc lúc này mới ngẩng đầu lên. Là tôi hiểu manh phải không? chương 93, anh chuẩn bị đi cùng ai? Tạ Linh Ngọc suy nghĩ hồi lâu, hình như nhớ ra trong nhóm Rocket Girl, có một thành viên tên là Tô Hiểu Manh. Mà theo như hiểu biết trước đây của Tạ Linh Ngọc về Chu Dương, anh sẽ không chú ý đến những thứ này. Cũng chỉ có lần trước gặp mặt Tô Hiểu Mạnh, thì vẫn giữ liên lạc. Đúng vậy, chính là cô ấy, hai tấm vé này, cũng là cô ấy gửi tới đây. Chu Dương khế cười nói. Anh vốn dĩ cũng không định giấu giếm chuyện này, dù sao chỉ cần đi thăm dò một chút thì đều có thể biết được. So với việc bị chất vấn, Chu Dương chi bằng nói thẳng ra. Dù sao Tạ Linh Ngọc cũng đã gặp Tô Hiểu Manh, chắc sẽ không có nhiều hiểm khích quá lớn hai tấm vé vậy anh chuẩn bị đưa ai đi cùng vậy thẩm bích quân đột nhiên hỏi cô chớp mắt nhìn qua hai tấm vé sau đó liền nhìn vào mình rồi lại nhìn qua tạ linh ngọc đang đứng bên cạnh khóe miệng mỉm cười không nói nhiều chỉ lẳng lặng nhìn chu dương ơ ờ đệch lúc thẩm bích quân hỏi đến vấn đề này trong lòng chu dương âm thầm chửi lớn anh một ngực làng tránh vấn đề này nhất là khi tạ linh ngọc và thẩm bích quân đều ở đây để tránh sự khó xử nhưng hiện tại Thẩm Bích Quân trực tiếp hỏi thẳng, khiến toàn bộ áp lực đều đổ lên người Chu Dương. Dù sao, trước mặt Tạ Linh Ngọc và Thẩm Bích Quân, một người là vợ mình, một người là lãnh đạo công ty, cho dù Chu Dương trả lời như thế nào, vẫn sẽ đắc tội với một người. Tạ Linh Ngọc lúc này có chậm trễ đến mấy, cũng đã phản ứng lại, trực tiếp ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn Chu Dương. Ba người liền lập tức rơi vào trầm mặc. Cái này, cái này Chu Dương cầm lấy hai tấm vé, giờ phút này như đang cầm củ khoai nóng bỏng tay, vứt không được mà cầm cũng không xong. Đùa anh chút thôi, nhìn anh căng thẳng kia, vợ anh ở ngay trước mặt, tôi đây vẫn đang biết điều lắm. Ngay lúc Chu Dương không biết xử trí thế nào, Thẩm Bích Quân đột nhiên cười ngớ ngẩn. Câu nói đó liền khiến bầu không khí gượng gạo trong phòng tan biến. Được rồi, hai người nói chuyện đi, tôi còn có việc, không cần tiễn thẩm bích quân mỉm cười đẩy tạ linh ngọc ngã lên người chu dương nói xong câu liền đi thẳng về phòng làm việc lúc cô quay qua góc tường không ai nhìn thấy trong nhảy mắt có một chua sót ngập tràn trong lòng thẩm bích quân thật kỳ quái thẩm bích quân chính cô cũng không biết vì sao lại có loại cảm giác này than thở vài câu lấy lại cảm xúc khôi phục lại nụ cười tươi còn bên kia chu dương nhìn về phía tạ linh ngọc đưa thẳng vé xem biểu diễn cho cô đây là vẻ ngồi hàng vip đến lúc đó chúng ta cùng đi nhé, Hiểu Hanh vẫn còn nhớ em đấy. Anh biết là em không có hứng thú với những nhóm nhạc lưu lượng kiểu này, chỉ bằng anh đi cùng thẩm tổng đi. Nhưng tạ Linh Ngọc liền từ tối nhận vé, nhíu mày nói. Em có ngốc không vậy, em là vợ của anh, anh không đi với em mà đi cùng người phụ nữ khác em cũng yên tâm sao. Chu Dương trong nháy mắt, vô cùng bực bội nhìn tạ Linh Ngọc. Đến tận lúc này rồi, Chu Dương cũng không biết sốt của cô thật sự nghĩ như vậy hay chỉ đang giả vờ. Càng huống hồ, trước khi Chu Dương và Thẩm Bích Quân vượt qua vụ tai tiếng lần trước, thì trên tất cả các mặt báo lá cải đều tràn ngập tin đồn bê bối của hai người họ. Hiện tại, để một mình anh đi cùng Thẩm Bích Quân, chẳng lẽ cô không lo lắng sao? "Anh, em." Tạ Linh Ngọc thần sắc có chút do so dự, giống như đang vật lộn với suy nghĩ gì đó. Nhưng cuối cùng, cô vẫn nhận lấy vé từ tay Chu Dương. Được rồi, nhưng em không nhất định sẽ đến đúng giờ đâu. Khoảng thời gian này là thời cơ tốt để tiêu thụ mặt nạ làm trắng da chống lão hóa. Trước tình hình mặt nạ làm trắng cấp tốc không ngừng xuất hiện những hoạt động sai sót, thì thị trường mặt nạ làm trắng da chống lão hóa lại có một viễn cảnh tốt đẹp. Tại bước ngoặt trước mắt, Tạ Linh Ngọc sẽ không buông lỏng cảnh giác. Dường như mỗi phút mỗi giây cô đều chú ý đến tình hình tại các cửa hàng tiêu thụ của mỹ phẩm duyệt kỳ đồng ý cùng chu dương đi xem buổi biểu diễn của rocket girl đã là giới hạn của tạ linh ngọc rồi nếu không phải vì tôi hiểu manh danh ma quỷ quái ngày trước từng ra tay giúp đỡ tạ linh ngọc thậm chí sẽ từ chối thẳng thừng nếu không còn chuyện gì nữa thì em đi trước đây công ty còn có rất nhiều việc phải xử lý tạ linh ngọc thản nhiên nói chuẩn bị lướt qua chu dương linh ngọc em gần đây gầy quá rồi chú ý nghỉ ngơi nhiều một chút chuyện này căn bản không vội được hiện tại mặt nạ làm trắng da chống lão hóa mọi mặt đều tốt, em không nhất thiết phải để ý đến nó như vậy. Chu Dương lui lại một bước, ngăn tạ Linh Ngọc lại, rất đau lòng nói. Trên thực tế, gần đây công việc ở công ty danh Dương rất nhiều, bản thân Chu Dương cũng hao tâm tổn trí để xử lý. Vì vậy Chu Dương cũng có thể lý giải được trạng thái lúc này của tạ Linh Ngọc. Mỹ phẩm duyệt kỷ vốn đã nguy cấp hơn công ty danh Dương, hiện tại còn đang đứng trong thời cơ hồi phục tốt một khi bỏ qua này thời cơ, thì sẽ rất khó khôi phục lại nữa. Với tư cách tổng tài của Mỹ phẩm duyệt kỳ tạ Linh Ngọc lúc này căn bản không dám thả lòng. Thậm chí có vài lần hơn 1-2 giờ đêm, lúc Chu Dương rời khỏi công ty danh Dương, xa xa có thể nhìn thấy ánh đèn sáng trưng trong văn phòng làm việc ở Mỹ phẩm duyệt kỳ. Anh biết tạ Linh Ngọc đang bận rộn làm đêm. Lúc đó, dù cô có cố tình che lấp đi không ít, nhưng Chu Dương vẫn nhìn ra vẽ mặt đầy mệt mỏi của tạ Linh Ngọc em không chú ý đến nó, thì sao có thể yên tâm? Tạ Linh Ngọc lạnh nhạt cười nói, nhẹ nhàng lắc đầu, rồi lập tức rời đi. Còn Chu Dương đang muốn quay người thì đột nhiên dừng lại. Gian khổ trong câu nói lúc nãy của Tạ Linh Ngọc Chu Dương có thể cảm nhận được. Ba năm trước, mỗi khi Mỹ Phẩm Duyệt Kỳ gặp phải vấn đề khó khăn, Tạ Linh Ngọc luôn một mình đối diện gánh vác. Còn Chu Dương là chồng, nhưng không giúp được gì cho cô cả. Về sau, tuyệt đối sẽ không để em một mình gánh vác. Chu Dương tự lập lời thề trong lòng, bỗng nhiên xoay người lại, đi thẳng về phòng làm việc. Chu Tổng, thẩm Tổng bảo anh qua văn phòng cô ấy một chút. Chu Dương vừa mới ngồi vào phòng làm việc, Diệp Sở Thiến bộ dạng lo âu bước vào, nhỏ nhẹ nói. Đồng thời, ánh mắt Diệp Sở Thiến nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Chu Dương, đầy sự hiếu kỳ. Nhìn gì đấy? Chu Dương cảm thấy kỳ lạ, không kiểm chế được liền hỏi với thời gian tiếp xúc cùng diệp sở thiến dài như vậy mà nói cô không phải là một người có khả năng che giấu cảm xúc tốt một chút cảm xúc nho nhỏ đều bị diệp sở thiến thể hiện rõ trên mặt như giờ phút này chu dương nhìn rõ trên mặt cô hai chữ tò mò không có gì chu tổng tôi vẫn luôn cảm thấy thẩm tổng đối với anh rất không bình thường giữa hai người diệp sở thiến luống cuống lắc đầu nhưng cuối cùng vẫn không kiềm chế được sự nghi hoặc của bản thân khẽ nói trong nháy mắt, khuôn mặt Diệp Sở Thiền đỏ ửng đầy lo lắng. Khiến Chu Dương một phen kinh ngạc. Dù sao trong thời gian vài năm nay, rất ít khi nhìn thấy khuôn mặt Diệp Sở Thiền đỏ bừng như vậy. Cả ngày trong đầu chị nghĩ cái gì vậy? Chu Dương vươn tay gõ nhẹ một cái trên đầu Diệp Sở Thiền. Audio điện tử Võ Tấn bền. hết tập 6.